100 năm trước, tại một gia đình phú hào vừa tổ chức một lễ thành hôn cho con trai cả của họ. Nhưng gia nhân và mấy bà tám quanh nhà lại túng tụng với nhau và đồn đại về việc người vợ của con cả trong nhà này sẽ bị đem đi hiến tế cho hồn ma đang bảo vệ nhà này. Nhưng tân lang muốn vợ cứ yên tâm vì đó chỉ là lời đồn. Vậy mà đột nhiên tân lang ngất đi và tân nương bị một thứ gì đó đuổi theo vào rừng, và vì tân lang cùng người đi tìm thì chỉ nghe thấy tiếng hét và tân nương thì đã rơi xuống vực. Và giờ ta đến được thời hiện đại, đây là Dujin. Cô là một người có sở thích lặn biển, và trong một lần cô vô tình thấy một cô gái định tự vẫn nên đã đến cứu. Khi vừa cứu lên thì cô gái kia khóc lóc vì vừa thất tình. Nhưng cô ta còn tranh thủ body shaming với Dujin khiến cô thấy hơi sai khi cứu cô ta. Cô ta đã tặng Dujin một chiếc vòng rồi bỏ về, và thấy cũng may khi chưa đi gặp ông bà. Cô sau đó được bà gọi về vì cả nhà cô là một quán ăn hải sản. Cô sau đó đã đi giao đồ và nơi cô đến là một công trường xây dựng. Tại đây cô kịp thời cứu con trai của một gia tộc giàu có là Ji-hun khỏi cục gạch rơi từ trên đầu xuống. Cô nói bản thân không sao và giao nốt đồ rồi về. Công ty của Ji-hun thì trả lương cho nhân công không đúng hẹn nên họ đã có ý định muốn đình công. Sau đó ta gặp được em gái của Ji-hun là Ji-ung. Cô bị ép phải đính hôn với một người vừa từ nước ngoài du học về là Sang-ju. Anh ta tặng cô một mặt dây chuyền như là quà cho hôn thê. Cả hai sau đó đi ăn, và Jang-su muốn cô nhớ hôn ước này chỉ nhằm mục đích chính trị không hơn không kém. Một quý bà người Nhật sau đó đi đến và là đối tác làm ăn mới với Sang-ju, và tên này đã có dự liệu khi tặng mặt dây cho Ji-ung. Vì mặt dây này là do chồng của quý bà đây làm ra, và nó cũng từng cho bà một khoảnh khắc đáng nhớ với chồng. Nhờ việc đó mà Jang-su lấy lòng được đối tác. Ji-ung cảm thấy bản thân như con rồi thì anh ta nói thẳng luôn rằng anh ta đính hôn với cô là vì chính trị, chứ đừng mơ tưởng đến mấy cái tình yêu như những người bình thường thấp kém khác. Hắn ta vừa về công ty thì ngay lập tức cải tổ, hủy hợp đồng với một nhóm nhạc nổi tiếng, đuổi việc một cô tiếp tân đã làm việc suốt 3 năm chỉ vì lý do là dùng nước hoa rẻ tiền. Ji-ung bỏ về thì bị mẹ chửi vì làm xấu mặt gia đình. Mẹ muốn cô phải nhịn vì gia đình đang trên bờ vực phá sản. Vốn thì hết nên mới cần nguồn vốn từ tên Jang-su. Tối về Ji-hun có hỏi em gái tình hình với chồng sắp cưới ra sao thì cô giấu và cho rằng mọi việc vẫn ổn. Sáng hôm sau, Dujin đã dụ dỗ mấy cô bạn đến ăn bằng việc treo ảnh của nhóm nhạc nổi tiếng kia và lừa rằng họ đã đến đây ăn. Mấy cô bạn là fan cuồng nên hỏi xem idol ăn gì thì ăn thứ đó. Dujin rất biết tranh thủ nên nói ra toàn món đắt. Trong lúc đó mẹ của Ji-ung thấy cô vẫn còn ghét Sang-ju nên đã tìm đến một ông thầy bói. Ông nói có nuôi một con ma trong nhà và con ma này chính là thứ giúp ông ta việc xem bói. Mẹ Ji-ung đến đây để xem tương lai hôn nhân của con gái sẽ ra sao. Tối đó Dujin mở một quán bán cà phê và đồ ăn vặt bên đường để kiếm thêm tiền. Cô gặp lại hai cô bạn fan cuồng và họ có đề cập đến Sang-ju vì hắn ta còn là anh trai của một thành viên trong nhóm nhạc. Họ nhìn Dujin thì thấy cô khá giống hôn phu Ji-ung của hắn ta. Một lúc sau đó có ba tên đến gọi nước nhưng không trả tiền và còn nói năng thô lỗ khiến Dujin không nhìn được mà tẩn chúng một trận. Cô có một buổi tối với thu nhập khá ổn. Bà cô thì có bệnh trong người nhưng lại sợ cháu gái phải lao lực vì mình nên bà cũng không muốn chữa trị. Dujin phải khuyên năn hết sức thì bà mới chịu nghe. Do cả hai bà cháu giờ cùng chỉ còn có nhau nên chẳng thể để mất được. Sáng hôm sau, bi kịch xảy đến khi cửa hàng mà cô góp vốn đã bị nhân viên trong này cũng tiền đi mất. Cô bất lực về nhà thì thấy bà ngã ra đấy nên hối hả đưa vào viện. Bác sĩ cho biết nếu không làm phẫu thuật sớm thì sẽ gặp chuyện nặng hơn. Bà thì đã nghe tin nên không thể nào tha thứ được cho người nhân viên kia. Nhưng Dujin muốn bà cứ bình tĩnh và đừng để bệnh tim tái phát. Tối đó Ji-ung bị mấy cô bạn khịa khi ăn bám danh tiếng của Sang-ju. Có điều cô nhận ra cô gái là Min-ho này đang ghen tị với cô vì Min-ho là bạn với Sang-ju từ nhỏ mà hắn lại bị Ji-ung cướp mất. Trong lúc bữa tiệc diễn ra thì Ji-hun nhận được một bức thư từ một cậu nhóc gửi đến theo lời Ji-ung. Cô trao trả lại mặt dây chuyền và bỏ đi. Họ về nhà tìm cũng không thấy cô đâu. Mẹ của Sang-ju cũng gọi mẹ của Ji-ung đến và muốn bà tìm cho ra Ji-ung vì truyền thông đã có chụp lại. Cảnh Ji-ung bỏ về từ bữa tiệc nên nghi ngờ La đã có chia tay và gây ảnh hưởng xấu đến tên tuổi. Đã sắp đến ngày hai nhà phải họp mặt ăn tối mà Ji-ung vẫn chưa tìm thấy nên Ji-hun buộc phải tìm cách. Dujin thì đang cấn tiền nên đành phải vay nhưng chẳng nơi nào cho cô vay được. Đột nhiên Ji-hun lại tìm đến đây. Dujin thì quyết định chơi đỏ đen khi đi mua vé số và hy vọng sẽ trúng. Cô thấy lại chiếc vòng kia nên đeo thử và quyết định làm quả cuối. Nhưng cô nhìn thấy tập danh thiếp của Ji-hun nên dự định gọi anh ta để đòi tiền đền bù cho việc lần trước đã cứu anh ta. Nhưng cô sợ điều này lại thất đức quá, có điều giờ cũng còn gì để mất nữa đâu. Cô gọi đúng lúc Ji-hun tìm đến. Anh muốn cả hai nói chuyện một lúc. Cô nói bản thân hơi bị choáng nhưng Ji-hun muốn cô vén tóc lên xem thử và không tin được khi cô rất giống Ji-ung. Anh đã cầu xin cô giúp anh và trở thành hôn thê cho Sang-ju. Cô sau đó được đưa đến nhà của Ji-hun và cho ở lại đây một thời gian. Ji-hun đã thử kiểm tra danh tính của cô và không hề có liên quan gì đến gia đình anh, nhưng trùng hợp đến thế này thì thật khó tin. Cô vừa đi sửa soạn lại thì lén vào phòng của Ji-ung và nghịch ngợm vài thứ thì bị Ji-hun phát hiện. Sáng hôm sau, anh đưa cô đi trang điểm lại. Cô bị rơi mất vòng nên chạy quanh tìm và may mắn không chạm mặt Sang-ju vừa đến đây. Cô tìm lại được vòng thì cũng là lúc gặp lại Ji-hun, lo sợ bị phát hiện nên Ji-hun đã đưa cô về và chỉ dạy về những quy tắc của giới thượng lưu. Đồng thời cho cô biết những người sẽ phải gặp ở buổi tối nay, cả hai đã ôn lại một lúc rồi đến buổi ăn tối và chiều hôm đó.
Lúc Du Jim vào nhà vệ sinh sửa soạn lại tí thì bắt gặp bà nhân viên đã cõng tiền kia nên liền ngay lập tức đuổi theo. Ji Hun thì vừa đến gặp mặt bên thông gia nhưng Du Jim chưa đến nên Sang Ju đã đi tìm. Cô đuổi theo bà kia và đòi lại được tiền nhưng nhận ra Sang Ju ở đây thì liền trốn và đuổi bà kia đi. Cô sửa soạn lại và tiếp đón Sang Jun. Cô cố tỏ ra bình thường nhưng cứ ấp úng trông rất đáng ngờ. Vậy mà Sang Jun vẫn chẳng có gì nghĩ ngợi mà đưa cô vào trong. Lúc trên đường đi, Sang Ju cho cô thời gian suy nghĩ và nếu không muốn thì có thể từ bỏ. Thấy cách nói tự mãn và không xem ai ra gì đó khiến cô khó chịu nên cứ hùa theo. Đột nhiên cô bị vấp té và khiến cả hai vô tình hôn trúng nhau. Tranh cãi một lúc thì cả hai quyết định xem như chưa có gì và vào trong. Lúc đang ăn, Du Jim lại gây được thiện cảm khi vừa là fan của em trai Sang Ju, vừa là một người không quá kén ăn. Nhưng mẹ Ji Hun đã nhắc cô biết một chuyện là Ji Ung thật không thích ăn sushi. Buổi ăn tối thành công và cha mẹ Sang Ju muốn sớm tổ chức lễ cưới. Lúc họ đều về hết và để đôi trẻ tự do hơn thì Sang Ju vẫn còn cay cú chuyện hồi sáng nên bỏ đi. Du Jim đột nhiên gặp được bà đối tác người Nhật kia. Jo chẳng hiểu bà nói gì nhưng may mắn là Ji Hun đã quay lại cứu cô. Du Jim bày tỏ sự thất vọng của bản thân đối với Sang Ju và cô cũng hiểu phần nào lý do mà em gái anh bỏ đi. Tối đó khi vừa về phòng thì Du Jim đã nằm bẹp ra giường và vẫn chưa quên được chuyện lỡ hôn Sang Ju. Sáng hôm sau, Du Jim đã đích thân làm đồ ăn cho hai mẹ con vì cô giúp việc đã cho nghỉ việc. Do cô nấu khá ngon nên cả nhà để cô tự lo luôn. Ji Hun sau đó đã tiếp tục dạy cho Du Jim những thói quen và cả những người quen của em gái. Du Jim sau đó được mẹ Sang Ju gọi đến và bắt cô phải nhớ hết thói quen và sở thích của Sang Ju. Đồng thời muốn cô phải biết rõ những tục lệ trong nhà để có thể hỗ trợ thật tốt cho Sang Ju. Cô sau đó đã lên phòng Sang Ju tham quan và nghịch ngợm đủ thứ ở đây. Lỡ ngủ quên nên cô bị Sang Ju bắt gặp. Anh ta lúc thay đồ thì cố gạ gẫm cô thì bị cô dùng võ ép ngược lại. Nhưng cô nhớ ra bản thân phải nhịn nên đã rời đi. Sắp tới nhà Sang Ju tổ chức giỗ cho ông nội và cũng là người sáng lập ra công ty nên Ji Hun muốn cô cũng tham gia luôn. Nhưng cô cho rằng giao kèo lúc đầu không có lằng nhằng như này nên anh hứa sẽ giúp cô mở quán ăn đàng hoàng hơn nên cô đã nghe và làm theo. Tại đám giỗ, có một người là bà cô trong nhà do bị giật mất điện thoại để chào nên bà hơi cáu và cho rằng Du Jim không phải là hôn thê của Sang Ju. Om sòm lên buộc Du Jim phải trốn đi, cô sau đó lại gặp được cô bạn thấy Ju Mi của Ji Ung. Do chẳng biết gì nên cô cứ im lặng cho qua. Một lúc sau cô gặp lại Sang Ju thì bị anh ta khịa mấy câu nên bực quá mà chửi lại. Cô sau đó còn vào bếp phụ người làm cách chế biến cá và cả công việc tay chân khác, nhờ vậy mà cô có thêm thiện cảm từ họ. Nhưng mẹ Sang Ju muốn cô đừng thân thiết với gia nhân kẻo sau này lại không nỡ để ra lệnh. Cô sau đó được đưa đến gặp lại bà cô và thành công chiếm được cảm tình của bà bằng cách làm theo những gì bà muốn. Cô sau đó đã đưa bà đi ngủ và tiện thể ngủ lại luôn. Phải đến tối lúc lễ sắp được bắt đầu thì Sang Ju mới đến gọi cô dậy, lúc lễ được làm xong. Du Jim đã ở lại để dọn nến thì đột nhiên đèn chập chờn rồi Sang Ju xuất hiện khiến cô giật mình và ngã lên anh ta. Ju Mi chạy vào thấy thì liền ghen tị mà bỏ ra. Sang Ju vẫn còn cảm tình với cô ta nên đã đuổi theo. Đúng là cả hai có cảm tình với nhau nhưng Du Jim là người mà cả nhà anh ta chọn nên anh ta cũng chẳng thể trái lại với gia tộc. Du Jim vô tình thấy được mối quan hệ giữa cả hai và bị phát hiện nên nhanh chóng bỏ chạy. Cô tìm đến một nơi khả cổ trong nhà và có một cô gái mặc đồ trắng nấp ở đây. Sang Ju tìm đến thì thấy cô đang bế một con mèo con và mèo mẹ thì đã chết nên cô muốn chôn nó. Nhưng Sang Ju quá yếu để đào đất nên cô đành tự làm và sau đó còn nhận cả con mèo về nuôi. Cô hoàn toàn không đối xử với Sang Ju một cách tôn trọng mà xem anh ta như một con người bình thường khiến anh ta có hơi bị bực mình. Lúc trở về nhà, Ji Hun trách móc cô vì đã không chịu ghi nhớ vì Ji Ung nhà này không thích chó mèo vì bị dị ứng. Cô thì không sao nhưng nếu sau này Ji Ung trở về thì biết phải làm sao. Cô đã xin được giữ con mèo và khi Ji Ung về thì cô sẽ mang nó đi theo. Sáng hôm sau, cô đến công ty của Sang Ju để tham gia một cuộc phỏng vấn. Cô tiếp tân bị Sang Ju sa thải đã uất ức đến đây tìm anh ta để ném cà chua. Du Jim đã phải đứng ra che chắn cho anh ta và khiến bản thân bị bẩn. Nhưng anh ta chẳng những không thèm cảm ơn mà còn trách cô vì làm chuyện thừa thãi để rồi bị người khác chú ý. Cô sau đó được đưa vào trong để thay lại đồ và vô tình gặp một người bạn cũ là Jin Ju. Cô nhận ra Du Jim nhưng cô đã cố chối cãi. Đến khi buổi phỏng vấn diễn ra, Du Jim phải nghe Sang Ju xạo chóa về việc anh ta cầu hôn cô ra sao. Lúc sau giám đốc chương trình có nghe nói cô biết chơi đàn nên muốn mời cô chơi. Du Jim lo lắng bước lên và cô đã xin gọi một cốc nước cho đỡ căng thẳng. Jin Ju đã nhận ra cô bạn nên xung phong đi lấy. Lúc đến gần thì cô lỡ tay làm đồ và giúp Du Jim thoát nạn. Cả hai sau đó đã hẹn gặp nhau trong kho và Du Jim đã cho Jin Ju biết về chuyện bản thân đang gặp. Cô sau đó ra về thì gặp cô tiếp tân kia đang cố biểu tình để lấy lại công lý cho bản thân. Du Jim cũng hiểu cho hoàn cảnh của cô ta nên cho cô ít tiền và đã cố nói cho Sang Ju lúc anh ta tìm đến. Anh ta cho rằng bản thân không phải đi từ thiện mà phải lo cho người khác. Cô tức giận và nói ra hết những gì cô nghĩ về anh ta. Là một người không có lương tâm và chẳng bao giờ hiểu cảnh khổ cực của người khác ra làm sao vì từ nhỏ đã ngậm thìa vàng. Tối đó Du Jim nhận thấy Ji Hun bị thương ở tay và cũng hy vọng anh sẽ sớm tìm lại được em gái. Sáng hôm sau, Du Jim thấy có một cuộc thi ăn bánh kem nên đã đăng ký tham gia. Đang ăn giữa chừng thì cô thấy mẹ Sang Ju đứng lại xem nên cố ý để mặt dính kem nhiều hơn để không bị phát hiện.
Sang Ju sau đó đã đến dẫn mẹ đi nhưng anh ta biết rõ Du Jin vừa làm gì. Anh ta muốn cô thôi làm mấy cái trò xấu hổ này đi nhưng cô nói bản thân bị sờ chết nên mới đi giải tỏa. Sang Ju đã hỏi lại Jumi về việc này nên cô ta thấy lạ vì Ji-ung trước đây vốn ghét đồ ngọt và cả thú vật vì bị dị ứng mà giờ lại lạ như vậy. Cô ta cũng đi hỏi luôn Jin-ju cho chắc. Trong lúc đó mẹ của Ji-hun chạy về và trách móc cô vì việc cô tham gia ăn bánh đã bị đưa đầy lên mạng. Bà cũng cấm cô nuôi mèo và còn phải thay đổi cách ăn mặc. Cô đành phải đưa mèo co Jin-ju nuôi tạm. Cô cũng nghe Jin-ju cho biết vài thứ tốt mà Sang Ju đã tự làm được nên cô sau đó đã cùng Ji-hun đi xin lỗi vì làm anh ta gặp rắc rối. Cô và Sang Ju sau đó đã đến một buổi trình diễn âm nhạc của em trai Sang Ju và nhóc nhạc của cậu ta. Sau màn biểu diễn thì cậu em trai đã giới thiệu Du Jin và Sang Ju với mọi người. Cậu ta và mọi người muốn cả hai hôn nhau nên Sang Un đành hôn qua cái để cho xong chuyện. Cả hai sau đó đã gặp mặt cậu em và cô bạn gái của cậu ta ở hội trường. Sang Ju muốn em trai thi thoảng hãy gọi về nhà để bố mẹ đỡ lo. Lúc ra về Sang Ju muốn cô lo mà giải quyết cho xong vụ clip ăn bánh kem nếu không thì không xong với anh ta. Tối về mẹ của Ji Hun đã xin lỗi vì đã làm quá chuyện lên, nhưng cô thấy bản thân mới là người sai. Sáng hôm sau không biết lý do gì mà đột nhiên nhà này nhận được một giỏ hoa, cô xem qua mới biết là sinh nhật Ji Hun. Cô sau đó sang nhà Sang Ju và mẹ anh ta có vẻ còn giận về vụ clip nhưng do chính Sang Ju đã xin mẹ bỏ qua nên bà cũng không tính toán với Du Jin nữa. Trước mặt bác gái thì như vậy nhưng bác trai thì hoàn toàn thoải mái vì con gái không kén ăn là được rồi. Cô nhận thấy bác trai cũng có chơi trò giống cô từng chơi trước đây nên cả hai đã cùng chơi và dù bị phạt quẹt mực đầy mặt thì cả vẫn vui vẻ và còn chụp lại ảnh làm kỷ niệm. Du Jin sau đó cũng được bà giúp việc trong nhà cho biết rằng Sang Ju hồi 8 tuổi từng bị bắt cóc bởi chính gia sư. Nhưng bằng cách nào đó mà anh trốn về được vào hôm sau, chẳng ai muốn hỏi anh về điều đã xảy ra nên cứ giữ chuyện này kín để sinh hoạt như bình thường. Cho nên bà cũng mong cô có thể cứ xem như chưa có gì. Ngày hôm đó, cậu em trai của Sang Ju có tặng Jumi một món quà nhưng cô không nhận. Đi thêm vài bước thì đột nhiên cô ngất đi nên cậu ta đã đưa cô vào nghỉ ngơi. Du Jin lúc này đang đi mua cà vạt thì bị Sang Ju nhìn thấy, nhưng cô mua là cho Ji Hun chứ đâu phải anh ta. Cô dự định tổ chức tiệc sinh nhật thì Sang Ju đã từ chối vì có hẹn, cô từ đầu cũng chẳng hy vọng gì nên cứ mặc kệ. Cậu em trai sau đó đã đến báo tin cho cả hai nên Sang Ju đã vào thăm, cô chỉ là thức đêm nhiều nên bị kiệt sức. Sang Ju đã cho cô ta vài ngày nghỉ không lại bị nói la ngược đãi bạn bè. Trong lúc đó ta biết được mẹ của Ji Hun đã biết được về lời nguyền của nhà Sang Ju sau chuyến xem bói lần trước, rằng con dâu đầu tiên của gia đình sẽ bị hiến tế. Tối đó, Du Jin và Ji Hun đã đi uống vài ly và Ji Hun chia sẻ hồi sinh nhật lên bày anh đã từng khiến mẹ phải chịu khổ khi vòi vĩnh bà phải đi mua nến sinh nhật để rồi ngát trên đường. Đang đưa anh về vì say thì cô gặp Sang Ju và được anh ta giúp đưa Ji Hun về nhà. Sáng hôm sau, Ji Hun nhận ra giỏ hoa này là từ chính em gái Ji Ung gửi đến. Mẹ và cô vẫn đang liên lạc bí mật với nhau và bà cố ý làm việc này là để thí Du Jin cho lời nguyền từ nhà của Sang Ju. Ngày hôm đó ở công ty, Ji Hun tìm thấy một mớ hóa đơn từ bàn làm việc của mẹ anh nên đã lén lấy một ít đi, còn Du Jin thì có hẹn với nhóm bạn của Ji Ung nên cũng đến và cố tỏ ra bình thường. Họ đã rủ nhau đi ăn và muốn mời Sang Ju, anh ta kêu bận một lúc sau lại đột nhiên mò đến tham gia. Trong lúc ăn, Jumi có lải nhải về việc nửa kia của cô ta bị cướp mất. Du Jin làm rơi điện thoại nên cúi xuống thì thấy cô ta cứ chạm vào chân Sang Ju nên cô lấy luôn giày và đưa Sang Ju ra về. Cô đã đem chuyện của Jumi về kể cho bác giá thì bà cho rằng việc này phải được ngăn chặn vì nếu Jumi mà chiếm được Sang Ju thì vốn của bà ta sẽ mất số tiền để duy trì công ty. Tối đó Du Jin và Ji Hun đã ra ngoài mua tí đồ thì vô tình cô gái bán bánh bao chạy đến và cho rằng Du Jin bỏ quên đồ. Nhưng cô không hề quên và rồi cả hai nhận ra chủ tiệm hẳn là nhắc đến em gái Ji Ung nên chạy đi tìm. Cả hai chia ra và ngay lúc Du Jin chạy theo thì cô suýt bị tai nạn. Bà mẹ nghe tin thì sau đó đã dặn Ji Ung phải cố cẩn thận và đừng đi đâu cả. Sáng hôm sau, cô nghe tin Sang Ju và Jumi hẹn nhau ở một biệt thự nên đã lén lút đi theo. Cô đến một căn nhà và Sang Ju chỉ ngồi trong này chờ và hưởng thụ cái ấm từ lò sưởi. Cô ngồi chờ nguyên một ngày mà Jumi không đến nên cho rằng bản thân đã bị lộ. Và đúng như thế thật, anh ta đưa cô vào nhà để nghỉ ngơi. Cô muốn biết quan hệ giữa anh ta và Jumi là gì nhưng anh ta muốn cô quên việc đó đi vì như vậy chẳng khác gì nói với thế giới rằng anh ta có nhân tình. Nhưng cô nghe anh ta không có hứng thú trả lời nên bỏ về thì bị đè xuống. Cô không cụng đầu được nên giở trò cắn anh ta. Cô bỏ về thì bị giữa đường lại vì lý do gì đó mà quay lại. Thấy hơi đói nên cô quyết định nấu giờ đó và bắt Sang Ju phải phụ, có làm thì mới có ăn. Sau đó cô đã vào nhà tắm để rửa vài thứ thì bị vấp ngã và cổ đập vào bồn tắm. Sang Ju sau đó đã phải gọi cứu thương và đưa cô đến viện chữa trị. Cả hai đã ở lại viện qua đêm và sáng hôm sau thì được cho xuất viện. Sang Ju trả cô về nhà. Cô cũng kể cho Ji Hun nghe chuyện và bắt đầu tưởng bở về Sang Ju. Tối đó cha Sang Ju thắc mắc vì dạo nào không thấy Du Jin đến chơi. Ông thấy chán vì không có ai để chơi chung. Ông đã định nói về lời nguyền thì nán lại không nói. Đêm đó ông hoảng sợ khi mơ về cô vợ và cũng là mối tình đầu của ông đã phải hứng chịu lời nguyền từ gia tộc ra sao. Đã 30 năm mà ông vẫn chưa thể quên được. Sáng hôm sau Du Jin đã có thể tháo đệm cổ và được cô bạn Jin Ju rủ đi nhậu. Jin do muốn cô ăn mặc quyến rũ hơn để có thể hớp hồn của Sang Ju.
Đang thử vài kiểu thì đột nhiên có hai gã đến đòi tiền Jinju và còn xô ngã Du Jim nên cô đã tức giận vác chảo đứng lên phang vào đầu hai tên này. Bằng một lý do gì đó mà đột nhiên Jumi lại tìm đến đây. Do đang đội tóc giả nên cô ta không nhận ra Du Jim nên cô có thể về. Lúc đến nhà thì cô lại bị Sang-ju chạm mặt nhưng à ta cũng không nhận ra. Anh ta đứng canh ngay trước cửa và không thể vào nên cô đành gọi điện cầu cứu Ji-hun. Sang-ju chờ một lúc thì mới nhận ra bản thân vừa nãy đã đụng trúng Du Jim nên đành chạy theo thì thấy cô tình trèo vào bên trong. Cô bị vấp ngã nên anh đành đứng ra đỡ và bị thương. Đầu tiên Sang-ju muốn biết sao cô lại mặc cái trang phục kỳ dị và còn quả đầu hầm hố kia. Cô chỉ muốn trông quyến rũ hơn vì bị Sang-ju chê là cơ thể như của học sinh. Sang-ju đến đây là để tạ lỗi với cô nên mua theo một chiếc bánh kem và cùng cô ngồi giữa trời tuyết ăn. Cũng để cảm ơn Sang-ju vì đã bị thương vì đỡ cô nên Du Jim cũng lấy khoai lang cho anh ta ăn. Anh ta thấy cô ăn thì dính kem trên miệng nên lợi dụng hôn môi luôn. Ji-hun thấy cảnh này thì cũng đành làm ngơ cho qua. Du Jim bất ngờ vì hành động vừa rồi nhưng Sang-ju cho rằng bản thân không cần cô cho phép để làm điều đó. Vì cô là bên trắng tay thì nên biết tuân theo người có quyền như anh ta. Thấy cô có vẻ lạnh nên Sang-ju đã cho cô tạm chiếc áo rồi ra về. Cô cũng chẳng hiểu là Sang-ju hôm nay có uống lộn thuốc hay không. Lúc vào nhà, Du Jim vẫn chưa thể quên chuyện vừa diễn ra và suýt thì đổ trước Sang-ju nếu bản thân cô không tự chấn chỉnh lại. Còn Sang-ju về nhà thì cũng đã nhờ bà giúp việc lấy cho ít khoai lang rồi lên phòng mời bố cùng ăn. Sáng hôm sau ở công ty, Du Jim mang cả chục hộp đồ ăn lên và đãi mọi người trong công ty. Đến khi gặp Jumi thì cô ta đổ lỗi cho Du Jim là người tung tin đồn về việc cô ta và em trai Sang-ju hẹn hò với nhau. Nhưng cô không phải hạng người đê tiện và dùng cách thức bẩn thỉu như cách cô ta quay lại video cô ăn bánh và đăng lên mạng. Đột nhiên sau đó có chuyện xảy ra khi chiếc nhẫn họ làm riêng cho bà chủ tịch người Nhật kia đột nhiên biến mất. Sang-ju cho rằng chính thư ký Kim đây là người lấy vì anh ta là người đã đưa nhẫn đến phòng làm việc cho Sang-ju và còn từng bị từ chối cho ứng tiền. Sang-ju muốn nộp km cho cảnh sát thì Du Jim cản lại, nhưng cô thì chẳng có quyền to hơn Sang-ju nên đành bất lực. Cô sau đó đã theo đến đồn cảnh sát và hỏi thử Kim có nghi ngờ ai hay không. Anh ta nhớ lúc nhận chiếc nhẫn từ bên giao đế thì có đến giúp Jinju và đó cũng là lần duy nhất anh ta bỏ tay khỏi chiếc hộp. Cô nghe xong thì quay về tìm cô bạn Jinju để hỏi nhưng lại bắt gặp cảnh cô ta bị hai tên đòi nợ tìm đến và đúng là cô ta đã trộm mất chiếc nhẫn. Hai tên kia nhận ra Du Jim thì liền rén nên bỏ về. Jinju cho biết ngày nào cô cũng bị chúng tìm đến nên mới làm liều mà ăn trộm đồ. Cô định sẽ chịu trách nhiệm và tự thú với Sang-ju. Nhưng nếu làm vậy thì bị đuổi là cái chắc. Du Jim nghĩ ra một cách là lén bỏ lại nhẫn vào hộp mà không ai biết. Nhưng khi cô vừa làm điều đó thì một chiếc camera của ai đó để lại đã quay lại toàn bộ. Tối đó mọi chuyện cứ thế được giải quyết êm đẹp như Du Jim muốn, nhưng Jumi nó éo và mang đoạn phim đến cho Sang-ju xem. Anh ta chạy đến nhà tìm Du Jim và muốn cô giải thích, anh ta biết cô không hề thiếu thốn đến nỗi phải trộm chiếc nhẫn. Anh ta thấy cuộc hôn nhân này có khi là sai lầm khi anh ta luôn phải đi theo để giải quyết rắc rối cho cô. Ji-hun sau đó đi đến và cho rằng chắc chắn là có hiểu nhầm. Lúc trở về, bác gái muốn người mà Du Jim đã che giấu phải đứng ra nhận tội. Nhưng cả Du Jim và Ji-hun đều biết rõ vụ này đều do chính Jumi gây ra. Ngày hôm sau, chuyện của Du Jim đã rầm rộ trong nội bộ công ty. Sang-ju thì sầu đời nên đi uống vài ly rồi mới về. Mẹ anh ta cũng đã nghe về vụ chiếc nhẫn. Nhưng bác gái nhà Ji-hun biết rõ mẹ Sang-ju sẽ không bao giờ hủy hôn vì Du Jim sau cùng cũng sẽ là vật hiến tế cho bà ta. Còn Jin-ju vì cắn rứt lương tâm nên đã tìm đến sở cảnh sát để xin lỗi thư ký Kim. Nhưng anh không muốn trách cô vì ngay khi thấy chiếc nhẫn anh ta cũng đã nảy sinh ý định muốn cướp lấy nó. Vào sáng kế tiếp, Jinju đã đích thân đến giải thích với Sang-ju để minh oan cho Du Jim. Hai bèn thông gia cũng đã tìm đến nhau gặp mặt và mẹ Sang-ju muốn tránh việc người đời nói ra nói vào nên muốn nhanh chóng tổ chức hôn lễ. Nhưng mẹ Ji-hun biết bà ta âm mưu gì nên không để nó diễn ra dễ dàng như vậy được. Bởi lẽ mẹ con bà ta Seunh đã toan tính một điều gì đó nhằm leo lên chiếm lấy công ty nhà Sang-ju. Jumi sau đó được mẹ Sang-ju gọi đến. Bà muốn cô cứ ở cạnh giúp đỡ Sang-ju và sẽ đến lúc cô có được thứ cô muốn. Ngày hôm sau, Ji-hun và Du Jim vẫn chưa gặp lại Sang-ju, cả hai quyết định đi mua ít đồ rồi đi xem phim. Nhưng đột nhiên Sang-ju lại gọi đế và xin xuất xem cùng với Du Jim. Anh ta đã nhường lại và suốt cả bộ phim, Du Jim không hề nhận ra người ngồi cạnh không phải Ji-hun. Khi hết phim cô mới giật mình nhận ra và Sang-ju muốn đi đâu đó nói chuyện. Anh xin lỗi vì đã đổ lỗi mà không chịu nghe cô giải thích. Cô muốn biết Jin-ju ra sao rồi thì Sang-ju không hề nói. Và lại đây cũng là lần đầu anh ta xin lỗi ai đó. Lúc trở về cô thấy bác gái có vẻ buồn rầu nên nói bản thân sẽ cố gắng giúp đỡ bằng mọi cách nếu có thể. Một nụ cười đầy nham hiểm nở lên. Ngày hôm sau Jumi đã bắt đầu điều tra đến được Du Jim trước đây do có đoạn phim cô đánh mấy tên không chịu trả tiền nước. Cô ta đến tìm hỏi Jinju thì cô giấu không trả lời và sau đó thì dọn đồ nghỉ việc. Nhưng cô không thể tạm biết được Du Jim vì cô hôm nay đã cùng bác gái đến một trại trẻ mồ côi để biểu diễn. Cả nhà Ji-hun nhốn nháo lên vì Jumi đã cố tình tổ chức buổi biểu diễn này để ép cô phải biểu diễn đàn piano. Ji-hun lúc này mới đến nhưng thời gian chuẩn bị lên sân khấu cũng sắp đến. Cô đã bị gọi lên sân còn Ji-hun thì cố kích hoạt chế độ chữa cháy. Anh ta đập mãi mà vẫn chưa thể kích hoạt được trong khi Du Jim trước sức ép từ mọi người đã quyết định bấm phím đàn đầu tiên. Cô vừa đặt tay lên phím đàn thì bất ngờ đánh hay một cách kinh ngạc. Ji-hun nghe tiếng đàn thì cũng bỏ dở việc mà vào xem thử.
Jumi thì khá là cay khi kế hoạch thất bại. Hóa ra, khi Ji-hun nghe được Du Jim cầu cứu từ dưới nhà xe thì Ji-ung cũng đã được bác gái gọi đến để chữa cháy. Hai cô gái cùng khuôn mặt đã gặp và trao đổi vị trí cho nhau. Lúc tối đó khi cả nhà đã về thì bác gái vẫn tỏ ra là chưa gặp Ji-ung suốt thời gian qua. Hai mẹ con sau đó đã lên lầu, còn Du Jim thì khá vui vì giờ không cần phải diễn kịch nữa. Ji-hun cũng có thể ngủ ngon mà không còn lo lắng. Nhưng hai mẹ con trên kia thì ngược lại, họ lo rằng Du Jim sẽ bỏ đi và Ji-ung sẽ phải hứng nguyền thay. Trong lúc đó, nhà Sang-ju đều rất thích nếu Du Jim về làm dâu nên muốn Sang-ju ngày mai hãy cứ gọi cô qua ăn tối. Tối đó, Du Jim đã viết lại những điều cần nhớ cho Ji-ung. Bác gái cũng gửi cô một số tiền xem như lời cảm ơn và cũng gợi ý cô có thể ở lại thành phố này để mở quán và bác sẽ hỗ trợ chi phí. Cô vẫn chưa chắc chắn nên muốn về hỏi bà trước. Sáng hôm sau cô đã dọn đồ ra về. Ji-hun đã tiễn cô một đoạn nhưng rồi anh nhận ra bản thân đã say đắm Du Jim từ lâu. Trước đây cả hai chỉ giữ mối quan hệ anh em giả nhưng giờ Ji-hun muốn tiến xa hơn nên anh đã quay lại để đi tìm cô. Nhưng Du Jim đã lên xe và đến nhà Jin-ju để lấy con mèo tiện thể cho cô một số tiền để trả nợ. Cô sau đó tìm đến công ty để nhờ tiếp tân gửi cho Sang-ju cái áo. Nhưng anh ta lại xuất hiện khiến cô ba chân bốn cẳng trốn đi. Nhưng con mèo bị rơi lại và để Sang-ju nhìn thấy. Anh thấy cô còn từ từ kéo cái túi đi nên đã đuổi theo. Cô bị phát hiện nên chỉ giấu là bản thân chưa trang điểm. Sẵn đây thì cô trả luôn áo và Sang-ju dặn cô tối đừng có đến muộn bữa tối. Sang-ju về văn phòng thì tranh thủ lấy bịch khoai lang mà Du Jim bỏ vào để nhâm nhi. Thư ký Kim có vào đưa giấy tờ thì anh ta cũng cho luôn hai củ mang ra. Trong lúc đó, Ji-ung đã đến nhà Sang-ju và bị bà giúp việc nhờ mổ cá. Nhưng cô đã bao giờ vào bếp đâu mà biết làm. Cô lấy lý do bản thân hơi mỏi do buổi hòa nhạc nên không làm được. Lúc ăn tối thì lại khá kén ăn thì được mẹ chồng kiếm thay lý do là lo lắng trước lễ cưới. Lúc vào chơi cờ cùng bố chồng thì cô lại không biết chơi. Việc thay đổi đột ngột dường như khiến cả gia đình này để ý. Ji-ung khi về đã cho mẹ cô biết việc Du Jim đã làm khiến cô giờ phải khổ sở hơn. Nhưng lạ cái là Sang-ju lại không giống trước đây, kiểu bớt đáng ghét hơn. Trong lúc đó, Du Jim đã về đến nhà và đoàn tụ lại với bà cô. Du Jim dự định sẽ ở lại đây và có khi là không về lại thành phố nữa. Bà thì muốn cô phải lấy chồng và muốn biết cô có gặp được anh nào ưng ý trên kia không. Cô có nhắc về Sang-ju nhưng chỉ toàn nói mấy cái đáng ghét của anh ta. Đêm đó, bà giúp việc đang đi thay nước ở gian thờ thì bị Sang-ju dọa suýt thì rớt tim. Bà không hiểu sao anh ta có thể ở đây yên bình mà không bị gì trong khi ai nấy đều thấy nơi này khá đáng sợ. Mẹ Sang-ju tìm đến và muốn bà sau này không được nói mấy chuyện kiểu này cho Sang-ju. Sáng hôm sau, Du Jim thấy chiếc vòng này bắt đầu khá lỏ khi chẳng thấy may mắn gì. Nhưng khi cô vừa ném đi thì cô gái kia lại xuất hiện và cho rằng cô ném đi thì sẽ gặp xui xẻo. Nhưng nếu giờ cô chấp nhận đeo lại thì sẽ có tin vui và cô sẽ được mọi thứ cô muốn. Du Jim tạm tin và đeo vào thì Ji-hun tìm đến. Anh đến và được bà cháu Du Jim mời ăn một bữa ngon. Anh cũng mang quà đến tặng bà. Trong lúc đó, Jumi đã tìm đến và tặng cho bà giúp việc một vài món quà đắt tiền để nịnh bà nói ra vài bí mật trong nhà. Tối đó, Ji-hun đã về nhà thì mẹ anh muốn anh hãy cố gắng thuyết phục cả hai bà cháu Du Jim nên sống cạnh nhà với họ. Còn bà Du Jim thì lại thấy thích Ji-hun và ước rằng Du Jim có thể hẹn hò với anh. Cô cũng đã nói với bà về việc chuyển lên thành phố, nhưng cô chỉ đi nếu bà cũng đi. Sáng hôm sau, Ji-ung nhận ra anh trai có vẻ đã thích ai đó nên mới trông khác thường như vậy. Ji-ung sau đó đã cùng mẹ chồng đi thử nhẫn cưới và gặp được Jumi. Cô ta tuyên bố chịu thua và còn tặng quà cho Ji-ung, nhưng quà đấy chỉ là thứ đáng xấu hổ. Cô sau đó đi gặp Sang-ju một lúc rồi ra về. Lúc ra về cô có gọi hỏi Sang-ju có đi thử áo cưới vào ngày mai không thì đột nhiên la lên. Sang-ju lo lắng nên đã nhanh chóng chạy thẳng xuống nhưng cô chẳng bị gì vì chỉ là xe kia đột ngột xuất hiện nên mới hoảng. Thấy không sao nên Sang-ju ra về, còn cô nhận ra anh ta có vẻ đã thích Du Jim thật. Trong lúc đó, bà của Du Jim nghĩ rằng cháu gái cũng thích Ji-hun và nếu bà cứ sống ở đây thì sẽ khiến hai đứa cháu phải xa nhau nên quyết định sẽ theo cô lên thành phố. Quay lại nhà Sang-ju, ông bố đã bắt đầu điều tra vài thứ về cái chết của người vợ đầu thì biết được một sự thật mà mẹ ông đã che giấu. Ông tìm đến vợ mình và cho rằng hẳn bà đang có âm mưu gì đó với con dâu sắp tới và ông cấm bà hại đến Du Jim. Tôi sẽ phân biệt và gọi về người mà nhà này ám chỉ đến nên mấy ông đừng thắc mắc sao nhà này biết được sự thật. Sang-ju lúc này cũng nghe được và hiểu ra lý do mẹ anh trước đây là chọn Ji-ung thay vì Jumi. Anh sau đó đã tìm đến gian thờ và bày tỏ rằng bản thân đã trao trái tim cho một người. Và rồi đột nhiên linh hồn của người cai quản gia đình xuất hiện, bà ta đã đùm bọc và che chở cho Sang-ju từ nhỏ. Anh không muốn tin vào lời đồn đó vì anh không muốn người mình yêu phải chết. Nhưng bà ta cho rằng phải trải qua hy sinh thì anh mới có thể làm chủ được căn nhà này, nhưng lựa chọn của anh mới là thứ đem đến kết quả. Du Jim sau đó cũng đã cho Ji-hun biết về dự định lên thành phố nên anh nói ngày mai sẽ đến đón hai bà cháu ở bến xe. Sáng hôm sau, nghe tin Du Jim sẽ đến thì mẹ Ji-ung đã muốn cô đi chọn một chiếc váy cưới thật đẹp để đến hôm ấy Du Jim sẽ là người phải mặc thay và chịu bị hiến tế. Ji-hun thì đã đưa Du Jim đi xem nhà hàng mà vẫn không biết gì về âm mưu mà mẹ anh đang dành cho cô. Trong lúc đó, Ji-ung đang đi thử váy thì đột nhiên Sang-ju tìm đến cho biết là anh quyết định chia tay với cô. Anh cố nén nỗi đau để nói ra lời chia tay thật dứt khoát và nếu cô có oán giận thì cứ việc. Chi phí bồi thường thiệt hại hay gì thì cứ nói ra anh sẽ chuẩn bị hết.
Ji-ung về nhà cho mẹ biết thì bà cũng khá sốc, nhưng rồi lại thấy đây có khi là cơ hội nên chuẩn bị để gọi Du Jim đến. Còn Ji-hoon thì đã chuẩn bị nhẫn và anh dự tính sẽ cầu hôn Du Jim, nhưng khi anh định làm vậy thì mẹ gọi đến và cho biết hôn lễ bị hủy và bà muốn Du Jim đến tìm Sang Ju hỏi chuyện. Ji-hoon cho rằng họ đang đổ lỗi cho Du Jim vì khiến hôn lễ bị hủy nên anh đã tìm đến em gái và muốn cô tự mà giải quyết, nhưng cô cũng chẳng thể làm gì hơn. Tối đó, Sang Ju đã nói chuyện hủy hôn với cha mẹ nhưng họ đều có ý phản đối, nhất là bác gái khi bà cho rằng việc kết hôn không phải chuyện trẻ con mà nói muốn hay không là được. Bà gọi đến cho thông gia và tuyên bố lễ cưới vẫn cứ tiếp tục. Sáng hôm sau, Du Jim đã tìm đến công ty để hỏi chuyện. Anh ta cố tránh mặt thì Ju Mi đến gọi đi họp nên Du Jim đành ngồi chờ. Một thời gian khá lâu mà chưa thấy quay lại nên Du Jim đã hỏi thư ký Kim thì biết họp bị kéo dài nên cô tự tìm đến. Ju Mi thì khá bất ngờ vì đột nhiên hủy cưới. Sang Ju thì cũng biết lý do Ju Mi từ bỏ tranh chấp là vì cô ta cũng đã biết đến lời nguyền nên mới chịu rút lui. Sang Ju sau đó mới đi gặp Du Jim và cho rằng cô luôn mang lại rắc rối cho anh ta nên anh ta mới quyết định chấm dứt vì không muốn phải giải quyết mớ rắc rối đó thêm. Lúc Sang Ju trở về, mẹ anh ta muốn anh suy nghĩ lại. Nhưng anh chỉ nghĩ lại nếu mẹ thay vị trí của Du Jim bằng Ju Mi. Bà không thể nên anh chỉ mong mẹ để Du Jim yên vì lôi kéo một người không liên quan vào tham vọng tiên của bà là quá sai. Du Jim thì cắm đầu đi nhậu vì cô cũng đã có tình cảm với Sang Ju. Ji-hoon buộc phải đến đưa cô về và anh nhận ra phần nào cô đã thích Sang Ju hơn anh. Anh gửi Du Jim ở lại nhà Jin-ju rồi về thì bị mẹ đổ hết lỗi lên đầu Du Jim. Anh muốn để Ji-ung tiếp tục vai trò nhưng cô cũng đã chán nên từ bỏ và chấp nhận hủy hôn. Bố của Sang Ju đã cố ra động viên anh vì ông cũng biết anh làm vậy vì sợ lời nguyền sẽ cướp mất Du Jim, nhưng anh cố che giấu và bỏ vào nhà. Ông sau đó đã nhờ quản gia đi tìm giúp một người. Sáng hôm sau, lúc đang ăn sáng cùng Jin-ju thì bố của Sang Ju gọi đến và muốn gặp mặt cô một chuyến. Ông đã cho biết ông từng có một người vợ đầu mà ông rất yêu thương nhưng người đó đã mất trong chuyến tuần trăng mật. Và ông cũng kể ra tin đồn về lời nguyền trong gia đình vì đó là lý do mà Sang Ju chia tay cô. Sang Ju vốn là một người cô độc và khép kín cho đến khi gặp Du Jim. Ông không ép buộc cô mà quyết định tôn trọng dự định của cô đưa và hy vọng cô sẽ giữ những lời hôm nay ở trong lòng. Cô trở về thì được bác gái nhờ vả việc giúp Sang Ju đổi ý. Cô vẫn chấp nhận làm vì cái nhà hàng kia. Nhưng cô vẫn cố tự nhủ bản thân là chỉ vì nhà hàng chứ không còn gì khác. Trong lúc đó, bác trai nhà Sang Ju đã tìm đến một người từng làm việc cho mẹ vợ ông và biết được sự thật về tai nạn của vợ cả ông mấy chục năm trước. Sáng hôm sau, ông cùng vợ và con trai đến gặp mẹ vợ một chuyến. Nhưng khi đến nơi thì bất ngờ thay khi Du Jim cũng đến đây. Sang Ju có vẻ khó chịu nhưng cũng đành phải chấp nhận việc này. Vừa vào nhà, Du Jim đã bắt tay vào nấu mì cho bà ngoại của Sang Ju. Bác gái muốn giúp thì cô muốn bà đẩy Sang Ju vào thay cũng được. Anh ta lăn bột mà chẳng có tí sức nào khiến cả hai cãi cọ nhau trong bếp. Cô nhanh chóng ghi điểm trong mắt bà ngoại nhờ tài nấu nướng. Trong lúc đó, Ju Mi đã tìm đến nhà để gặp Ji-ung. Cô ta cho Ji-ung biết về tin đồn của lời nguyền và cả việc Sang Ju đã biết về nó nên mới hủy hôn để bảo vệ cô. Ji-hoon vô tình lại nghe được toàn bộ. Lúc ra về, Sang Ju đã thả Du Jim lại giữa đường mà bỏ về. Cô nói bản thân đã biết về lý do và không sợ nhưng Sang Ju mặc kệ mà bỏ đi. Ji-ung lúc này đến tìm anh trai thì Ji-hoon mặc kệ lời cô nói mà quay đi. Bố Sang Ju tối đó đã ngồi suy tư về sự thật ông đã nghe từ tài xế của mẹ vợ, rằng vợ cả của ông chết chắc chắn không phải là tai nạn và mẹ vợ ông có liên quan đến việc này. Sang Ju thì đã gặp mẹ và cho rằng anh sẽ không sống theo cách mẹ muốn để rồi trở nên xa cách như bố và mẹ. Trong lúc đó, Ji-ung tìm thấy chiếc cà vạt của anh trai thì được mẹ cho biết đó là quà mà Du Jim tặng. Còn Ji-hoon thì đã tìm đến Du Jim để nói thật lòng mình và định cầu hôn cô, nhưng cô từ lâu chỉ xem anh như là anh trai nên đã không nói thẳng ra câu từ chối mà quay đi. Ji-hoon mang nỗi thất vọng và đau buồn về nhà. Ji-ung cố hỏi vì cô ta đã biết sự thật nhưng Ji-hoon cũng chẳng còn quan tâm vì đã bị từ chối. Nhưng mẹ anh và cô ta thấy đây có khi là cơ hội tốt vì có thể lợi dụng tình cảm của Du Jim và để cô tự ra quyết định mà không cần phải nhúng tay. Sáng hôm sau bác gái cho biết bà sẽ hủy hôn lễ vì không muốn mạo hiểm mạng sống con gái vì lời nguyền kia. Cô bị cấm gặp lại Sang Ju. Ji-hoon cũng biết về lời nguyền nhưng anh không tin chuyện đó. Anh cũng mặc kệ cứ để hôn lễ bị hủy vì anh không muốn thấy cô và Sang Ju đi với nhau lần nào nữa. Bác gái sau đó cũng đã sang công ty và thông báo hủy hôn với Sang Ju và cả mẹ anh. Bà cũng hỏi về lý do anh chia tay thì đúng như bà nghĩ khi Sang Ju vì muốn tốt cho Du Jim, bà chỉ xin Sang Ju từ nay đừng gặp lại con gái bà một lần nào nữa. Tối đó, Du Jim đã hỏi Jin-ju có việc mới hay chưa. Nếu chưa thì đến làm ở nhà hàng của cô và cô hứa sẽ trả lương đầy đủ. Hai cô gái vài ngày sau đã chính thức mở cửa nhà hàng. Ông thầy bói mà mẹ Ji-ung từng đến cũng thấy tờ rơi nên quyết định sẽ đến ăn thử. Ji-hoon cũng tìm đến quán ăn và nơi này khách đông nghịt nên thay vì làm khách thì anh quyết định phụ làm luôn. Cuối ngày cả bốn bà cháu ngồi lại ăn mừng và bà vẫn chưa biết cả hai chia tay nên cùng Jin-ju cố ý tác hợp cho cả hai. Lúc Ji-hoon ra về, anh cho Du Jim biết bản thân sẽ chờ đợi đến khi cô đồng ý và chúc cô thành công. Đang đếm tiền và kiểm kê lại thì đột nhiên thư ký Kim tìm đến ăn một bữa. Du Jim phải che mặt để tránh anh ta phát hiện ra và lại lôi kéo rắc rối về đây. Cô cũng đau lòng khi nghe Kim nói về việc Sang Ju gần đây thất thần vì vụ chia tay. Jin-ju đã đưa đồ ăn Du Jim làm cho Kim và nhờ anh chuyển đến Sang Ju. Sáng hôm sau, Sang Ju nhận được đồ ăn nhưng đến khi ra về vẫn chưa đụng đến.
cậu em trai tìm đến và khuyên anh đừng suy nghĩ theo cách yêu thì phải buông bỏ mà hãy theo kiểu yêu là phải giữ bên mình. Cậu ta sau đó cũng mở đồ ra ăn và trong đó có món khoai khiến Sang Ju bất ngờ. Trong lúc đó, bà phát hiện Du Jin bị sốt nhưng cô cho rằng chỉ cần uống thuốc là đỡ. Bác gái tìm đến để hỏi thăm tình hình và muốn biết lý do cô từ chối Ji-hun. Bà đã phần nào đoán ra là vì Sang Ju và cho biết bà cũng đau lòng khi chia cắt đôi trẻ. Cô sau đó vào làm cho bác gái vài thứ để ăn nhưng cô lại ngất xỉu nên được đưa vào viện. Bác gái cũng tranh thủ cơ hội để gọi đến cho Sang Ju. Một lúc sau đó, bà và Jin Ju đi chợ về thì không thấy Du Jin mà chỉ thấy ông thầy bói. Ông ta cho biết nơi này có một nguồn năng lượng kỳ lạ và có thể gây hại đến chủ nhà, nhưng bà đếch tin mà đuổi ông ta đi. Có điều lời ông ta vừa nói không phải là xạo. Du Jin sau đó tỉnh lại thì thấy Sang Ju ở đây. Anh thấy cô vẫn ổn nên ra về nhưng cô đã ngồi dậy cho biết cô rất nhớ Sang Ju, dù làm gì cô vẫn không quên được. Anh cũng thừa nhận bản thân rất yêu cô nhưng anh không thể đi xa hơn vì lời nguyền không phải tin đồn mà là thật và anh sợ khi cô gặp chuyện thì anh sẽ hối hận vì điều này. Cả hai đều đau khổ nhưng Sang Ju không thể yếu đuối và ích kỷ nên anh đã rời đi, Du Jin vẫn cứ thế đuổi theo. Còn Sang Ju thì gặp được Ji-hun, anh hy vọng cả hai sẽ không còn gặp lại nhau nữa, nhưng Du Jin đuổi đến và chạy đến ôm lấy Sang Ju. Anh muốn cô phải hiểu vì anh không muốn cô vì anh mà quên đi bản thân mình. Đến khúc này thì Ji-hun đã nhận ra anh chẳng còn cơ hội nào nữa. Tối đó, Jin Ju khuyên cô nên từ bỏ vì Sang Ju từ đầu vẫn chỉ xem cô là Ji-ung. Nếu anh biết sự thật rồi bỏ rơi cô thì cô sẽ ra sao? Sang Ju về nhà liền chạy đến gian thờ để đập phá. Bố mẹ chạy đến và bố đã tát anh và cho rằng nếu tới cảm xúc Sang Ju còn không kiểm soát được thì đừng mơ tưởng đến việc đón nhận tình cảm từ người khác. Nếu cảm thấy không vượt qua được thì phá sạch đi. Trong lúc đó, Ji-hun thì về nhà và trách mẹ vì sao lại gọi Sang Ju đến. Bà cho rằng việc bà làm là để Ji-hun nhìn ra tình cảm thật của Du Jin mà từ bỏ. Nhưng anh nhận ra mẹ còn có ý đồ khác chứ không đơn thuần là vì anh. Ji-hun về phòng và gọi cho cấp dưới và nhờ người này đi điều tra giúp vài việc. Sáng hôm sau, Du Jin tìm đến bác gái và bày tỏ mong muốn được trở thành cô dâu của Sang Ju. Cô chấp nhận rủi ro và nguy hiểm chỉ để nói với Sang Ju sự thật rằng bấy lâu nay bản thân là Du Jin chứ không phải Ji-ung. Bà ta cố ra vẻ can ngăn nhưng biết thừa cô sẽ không nghe nên đã nói là sẽ giúp cô. Vì cơ bản từ đầu đều là mong muốn của bà ta, lúc Sang Ju đang đinh từ công ty về thì lại gặp Du Jin. Cô tự ý vào xe và chấp nhận làm vợ của anh một ngày cũng được và cô không sợ chết. Sang Ju dừng xe lại chất vấn cô thì cô sẵn sàng chạy ra đường cho xe tông cũng mặc kệ. Anh đã kéo cô vào và muốn cô bớt nghĩ quẩn thì cô chửi anh là thằng hèn khi không dám đối mặt với cái lời nguyền còn không rõ là thật hay giả kia. Tối đó, cô trở về thì được Ji-hun đến tìm, anh khuyên cô nên biết học cách từ bỏ. Nhưng với một đứa cứng đầu thì có khuyên cũng như không. Sáng hôm sau, mẹ Sang Ju lại gọi cô đến và hy vọng cô sẽ giúp Sang Ju thay đổi quyết định. Tối đó, Sang Ju tìm đến nhà bác gái để xin bác cho tiếp tục cuộc tình với Du Jin. Bà cố ý từ chối khiến anh phải quỳ xuống đây để cầu xin. Bà cố tỏ ra bình thường nhất nhưng sau đó thì vẫn âm thầm gọi cho Du Jin để cho cô biết chuyện cả hai sẽ lại tiếp tục. Sáng hôm sau, cả hai đến công ty ôm nhau gắn kết một cái rồi ra về. Lúc Du Jin đi về thì cô lại gặp được bà nhân viên trộm tiền hôm đợt nên đuổi theo. Bà ta được Jumi giấu đi nên Du Jin đành ra về. Cô ta muốn hỏi bà ta một vài chuyện và điều đó hẳn ai cũng đoán ra. Trong lúc đó, Ji-hun vẫn tích cực tìm kiếm thông tin về âm mưu của mẹ anh. Cho tên cấp dưới đi làm thì người này không đáng tin khi đã bị mẹ anh mua chuộc. Anh về phòng Ji-ung tìm thì thấy vài thứ uẩn khúc nhưng lại có liên kết đến những chuyện anh đã gặp. Từ việc mẹ anh có thuê một căn nhà ở nơi mà anh từng gặp bà với lý do là đi thăm bạn, cho đến việc Ji-ung không chịu nói ra nơi cô ở thời gian qua. Ta đến được quán của Du Jin, cô lừa là làm đồ ăn cho Ji-hun khiến bà hớn hở. Ông thầy bói lại đến đây và bà lại đón tiếp vì ông này không hề bịp. Ông ta thấy ở đây có một luồng khí u ám. Đột nhiên Du Jin bước ra và ông ta hết hồn khi chiếc vòng của cô rất giống vòng của linh hồn mà ông ta gặp và bảo vệ trong nhà Sang Ju. Ông ta nhận ra chiếc vòng này không phải đem lại may mắn mà chỉ mang cho cô tai ương. Trong lúc đó, Sang Ju đã đến trước gian thờ và tuyên bố anh sẽ đương đầu với mọi thứ để bảo vệ người anh yêu, kể cả đó có là linh hồn đang bảo vệ căn nhà này. Anh sau đó đã hẹn Du Jin ở công ty, cô ngồi chờ mãi thì đèn đột nhiên tắt vì nhân viên đã về hết. Nhưng ba bóng đèn như ánh trăng chiếu xuống và Sang Ju xuất hiện ném một cuộn chỉ đỏ về phía cô tương trưng cho dây tơ hồng. Một nụ hôn được trao và sau đó thì Sang Ju đã đưa Du Jin về nhà. Lúc anh ra về thì Ji-ung xuất hiện và muốn biết liệu Du Jin đã sẵn sàng chấp nhận rủi ro hay chưa. Cô ta tin việc cả hai giống nhau thì sẽ xảy đến trường hợp một phải chết vì lời nguyền còn người còn lại sẽ thay thế và sống với Sang Ju trọn đời. Nhưng cuộc nói chuyện của cả hai đã bị Jumi nhìn thấy. Cô ta sau đó bám theo Du Jin và theo cô đến tận quán. Đột nhiên cô gái chủ nhân của chiếc vòng tìm đến Du Jin. Cô ta cho biết Du Jin sẽ phải dùng tính mạng để đổi lấy tình yêu và rồi hiện hình là ma nữ trước mặt cô, nhưng chỉ hiện lên dọa tí rồi biến mất. Du Jin về quán thì thấy Ji-hun tìm đến. Jin Ju thắc mắc vì rõ ràng Du Jin nói là giao đồ ăn đến cho Ji-hun. Cả hai ra ngoài nói chuyện và Ji-hun cho biết mọi chuyện xảy đến với cô từ đầu đều là mẹ anh sắp đặt. Nếu cô còn dấn vào sâu hơn thì đến khi nào đó, cô sẽ là người bị trừ khử để Ji-ung có được vị trí trong nhà Sang Ju. Còn nếu lời nguyền là thật thì cô cũng sẽ là người bị đem đi thí mạng. Cô chưa tin được chuyện này nên chẳng biết phải quyết định ra sao. Bố Sang Ju thấy anh đã có được quyết định cho đời thì cũng vui hơn phần nào.
Du Jim tối đó không ngủ nổi vì lời mà hồn ma đã cảnh báo cô. Sáng hôm sau, Du Jim đưa bà đi mua đồ và ăn uống ở nhà hàng nhằm báo hiếu cho bà nhiều nhất có thể. Bà cho biết giờ chỉ cần cô kiếm một người chồng nữa là đã đủ mãn nguyện. Jumi thì chạy đến tìm Sang-ju và quyết định từ bỏ và cho biết sau này anh sẽ phải gặp rất nhiều chuyện. Đau lòng vì tin tưởng người mà anh yêu nên tốt nhất là đừng quá tin tưởng ai để rồi nhận lấy thất vọng. Ngày hôm sau, cả hai bên gia đình đã quyết định tổ chức đám cưới cho Sang-ju. Nhưng lễ cưới này chỉ ở quy mô nhỏ nên rất ít người được biết. Sang-ju đã đến gọi bố cùng đi. Mẹ anh cũng thấy rằng sau hôm nay thì mọi chuyện sẽ kết thúc và trở lại đúng vị trí của nó. Bà của Du Jim lúc này nghĩ cô lên đường về lại quê nhà một chuyến nên dặn dò đủ thứ. Nhưng khi cô vừa đi thì ông thầy bói lại đến và bà muốn nghe nốt lời phán. Nhưng ông ta vốn không muốn nói mà bị ép nói nên đành nói thẳng là Du Jim sắp chết. Bà tức giận và lại đuổi ông ta ra đi. Du Jim thì đến tìm Ji-hun để giao anh ít đồ ăn và tiện thể cảm ơn rồi đến nhà thờ. Sang-ju và Du Jim đã tự tổ chức lễ cưới nhưng Du Jim vẫn không đủ can đảm nói ra tên thật mà vẫn dùng thân phận của Ji-ung. Sau khi làm lễ xong, cả hai đã quyết định đi chơi một chuyến như kế hoạch viết sẵn trên đây. Cả hai cùng nhau đi ăn và chiều đến thì tự nấu rồi cùng ăn. Giữa bữa ăn, Du Jim có hỏi về việc Sang-ju thấy sao nếu có ai đó nói dối anh thì anh cho rằng phản bội và gian dối là hai thứ anh ghét nhất. Tôi đến đôi trẻ tâm sự về lúc cả hai thực sự đổ trước người kia. Du Jim thì đổ từ lúc ngã ở trong nhà tắm và được Sang-ju đến đưa vào viện. Nhưng Sang-ju thì hứa là ngày mai mới nói cho cô biết. Jin-ju lúc này lo lắng nên đứng ngồi không yên và rồi quyết định gọi cho Ji-hun. Anh không biết Du Jim đâu nên về chất vấn em gái vì anh cũng đã tìm ra âm mưu của cả hai nhưng vẫn chưa công bố nó ra. Anh biết cả hai từ đầu đã có ý thủ tiêu Du Jim nên chắc chắn biết cô đang ở đâu. Ji-ung một lúc sau đó thì gọi cho mẹ và gấp rút về việc trừ khử Du Jim vì sợ cô sẽ nói ra âm mưu của hai mẹ con cho nhà Sang-ju biết. Nhưng bà vẫn rất bình tĩnh vì sau đêm nay mọi thứ sẽ kết thúc. Đêm đó, hồn ma đã tìm đến nơi mà đôi vợ chồng mới cưới đang ở. Những hình ảnh của 100 năm trước hiện lên và bà của Du Jim lại là người thức giấc bởi giấc mơ đó. Hóa ra 100 năm trước, cô dâu bị hồn ma đuổi theo trong rừng chính là bà của Du Jim. Vì hai chiếc giày cưới của bà năm xưa thì bà giữ một chiếc còn gia đình Sang-ju giữ chiếc còn lại. Sáng hôm sau, Sang-ju mơ thấy cảnh Du Jim đi tự vẫn thì chợt thức dậy nhưng chỉ thấy mỗi chiếc vòng của cô để lại. Cô lúc này đang đứng trước mỏm đá và nhớ lại lời mà hồn ma kia đã nói. Bà ta chỉ thử thách tình yêu của cô dành cho Sang-ju và cô đã vượt qua nhưng những người xung quanh cô thì sẽ không dễ dàng bỏ qua và sẽ hành hạ và xâu xé cô bằng được. Sang-ju cũng có thể sẽ không chấp nhận cô nhưng Du Jim vẫn chấp nhận đi trên con đường này và giờ mọi quyết định sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến số phận của cô và sẽ không ai biết cô sẽ nhận được gì từ nó. Sang-ju sau đó tìm đến và thấy Du Jim vẫn an toàn. Cô đã chứng minh cho Sang-ju thấy chẳng có gì là lời nguyền hay sự sắp đặt gì cả. Chỉ có họ mới tự tạo nên tương lai cho chính bản thân. Ji-hun cũng đã tìm đến căn nhà đây thì chẳng thấy ai. Vừa ra ngoài tìm thì thấy cả hai vẫn an toàn nhưng anh lại bị chính tài xế của mẹ anh đánh ngất và kéo đi. Du Jim và Sang-ju vừa trở về thì thấy bác gái đứng ở phía kia. Cả hai cũng lại chào hỏi một câu và bác gái muốn đưa Du Jim về. Cả hai đã vào dọn dồ và Du Jim đã muốn nói ra sự thật, nhưng rồi lại ấp úng và để lỡ cơ hội vì nhà Sang-ju gọi đến báo là bà ngoại lên cơn đau tim và phải nhập viện. Anh xin cho Du Jim đi theo nhưng bác gái muốn đưa cô về sửa soạn trước nên Sang-ju đành đi một mình. Ji-hun thì vừa tỉnh dậy và cố chạy đi cảnh báo Du Jim thì đã chậm chân khi họ đã đi ngay trước mắt anh. Bà ta đã ra về và để Du Jim đi với hai tên khác và bắt đầu để Ji-ung thay thế vị trí của Du Jim. Nhưng bà không biết rằng Ji-hun đã đến kịp và âm thầm đi theo sau để cứu Du Jim. Ji-ung thì đã đến bệnh viện và thản nhiên vào chào hỏi mẹ chồng và em chồng. Cả hai sau đó cứ thế vào thăm bà. Em trai Sang-ju thì đã gọi cho Jumi và cho biết Ji-ung vẫn ở đây nên cô ta đã xin địa chỉ để tìm đến. Bà ngoại thì xin được nói chuyện riêng với Ji-ung nên Sang-ju đành ra ngoài. Anh đã xin mẹ hãy cố chấp nhận thực tại và anh không trách những việc mẹ đã cố làm vì anh hiểu đó chỉ là việc bà đang cố làm để bảo vệ nhà này. Một lúc sau đó thì mẹ con Ji-ung đều quay về. Sang-ju sau đó được trợ lý Kim gọi đến hỏi tình hình khiến anh tưởng Kim bám đuôi bản thân, nhưng anh ta chỉ đang hỏi cho Jin-ju. Kim hỏi chuyện gì đang diễn ra thì Jin-ju không nói, cô vẫn rất lo lắng vì gọi cho cả Ji-hun cũng không thấy trả lời. Jumi lúc này đã chạy đến bệnh viện và chuẩn bị nói cho mẹ Sang-ju biết sự thật. Tối đó, Sang-ju đến nhà bác gái để xin lỗi vì dẫn con gái bà đi mạo hiểm như vậy. Ji-ung vẫn diễn rất sâu và chẳng có một chút gì khiến Sang-ju nghi ngờ. Ji-hun lúc này đã tìm đến nơi Du Jin bị giam giữ để cứu cô. Chân co bị thương buộc anh phải dìu cô đi. Giữa đường cả hai bị phát hiện và Ji-hun đã dùng cả tấm thân này để che chở cho Du Jim. Người của công ty anh sau đó mới đến để cản lại và đưa Ji-hun vào viện. Bác gái tìm đến trách tội đàn em thì đột nhiên mẹ của Sang-ju tìm đến. Bà ta nhận thấy người ngồi đằng kia chẳng phải là Ji-ung hay sao. Bà còn điện cho Sang-ju để nghe tiếng Ji-ung thật ở bên kia nhằm cho bác gái đây hết đường chối cãi. Hai bà đã ngồi lại đàm phán và mẹ Sang-ju cho bác gái cơ hội để rút lui và để cho con trai bà hạnh phúc với Du Jim. Nhưng bác gái cũng có bí mật để đe dọa lại mẹ Sang-ju, bà ta đưa ra đoạn ghi âm về lời mà bà ngoại Sang-ju đã nói với Ji-ung. Bà ta thú nhận việc bản thân đã giết người vợ đầu của bố Sang-ju để đưa mẹ của Sang-ju đây trở thành người vợ chính thức. Vì lời nguyền mà người ta đồn đại không hề có thật,
và giờ bà ta đe dọa sẽ đem bí mật này ra cho thế giới biết và hủy hoại cả tập đoàn nhà Sangju. Hai bên buộc phải đi đến quyết định giữ nguyên mọi chuyện như hiện tại và bí mật này xem như giấu kín. Lúc trở về, mẹ Sangju buộc phải giấu kín bí mật nhất là với chồng vì bà giờ mới nhận ra bản thân là lý do mà chồng bà đau khổ trằn trọc suốt thời gian qua. Sangju sau đó đã về và chia sẻ tin vui với cha. Ji-ung lúc này mới nghe tin anh trai bị thương thì muốn đi thăm thì mẹ cản lại vì đến đó thì sẽ chạm mặt với Du-jin. Sáng hôm sau, hai bà lại tìm đến gặp nhau và mẹ Sangju muốn đợi khi bà ngoại tỉnh lại thì mới công bố Ji-ung làm con dâu. Nhưng bác gái lại đòi mẹ Sangju phải chia cổ phần cho công ty bà, sang tên một chi nhánh cho Ji-ung và chấp nhận bỏ số tiền đầu tư vào công ty bà thì mới đồng ý thỏa thuận. Thêm một cái nữa là phải cầm không cho Du-jin lảng vảng gần Sangju một lần nào nữa. Du-jin lúc này vẫn ở cạnh Ji-hun và chẳng ăn uống gì khiến Jin-ju lo cho cô hơn là Ji-hun. Đột nhiên Ji-hun lên cơn co giật buộc cả hai phải ra ngoài cho bác sĩ làm việc. Mẹ Sangju đã đến tìm cô và cũng muốn xin lỗi cô. Nhưng bà muốn cô tốt nhất hãy cứ tránh xa Sangju vì như vậy mới là đem lại hạnh phúc cho anh. Việc cô xuất hiện và khiến Sangju biết sự thật sẽ chỉ khiến anh đau khổ. Ji-hun sau đó đã bình thường trở lại thì mẹ anh đến thăm và gặp mặt cả Du-jin. Bà muốn cô hãy cùng Ji-hun bỏ đi thật xa mà sống với nhau cũng chẳng sao. Nhưng cô thấy thương hại cho bà ta vì tham vọng mà mặc kệ sống chết của con trai, cô cho rằng bà ta chẳng khác gì một con quỷ. Cô tự trách bản thân vì trước đây cũng đã từng có tham vọng như bà ta. Du-jin sau đó đã đi nhìn mặt Sangju từ xa một lần cuối rồi cởi nhẫn bỏ lại rồi rời đi. Và Jumi chỉ chờ có vậy mà đi lấy nhẫn rồi đến nhắc về việc cả hai không thấy đeo nhẫn đôi với nhau. Sangju đã có hỏi thì cô lảng tránh. Ông thầy bói lúc này gặp lại linh hồn kia và trách việc bà ta đưa sai tin cho ông, nhưng bà ta chỉ nói vài câu rồi rời đi. Tối đó, Ji-ung đến nhà Sangju chơi thì cả hai đã lên phòng một lúc và Sangju nhớ lại lúc cô vào lục lọi và phá phách trong phòng của anh. Anh cố giúp cô nhớ lại thì ông quản gia lên gọi cả hai xuống ăn, nhưng việc Ji-ung né tránh anh như vậy khiến Sangju bắt đầu nhận ra điểm bất thường. Mọi thứ càng đáng ngờ hơn khi cả hai ra ngoài ăn thì Ji-ung lại ăn không được mấy món mà Du-jin từng ăn. Cả hai còn quay lại nơi mà Du-jin từng cho anh ăn thử khoai lần đầu và lúc đó cô đội một bộ tóc giả trông khá buồn cười. Nhưng Ji-ung không hề biết chuyện gì khiến Sangju càng chắc chắn hơn. Anh đã cố nói ra một tình tiết giả và Ji-ung ngay lập tức hùa theo nó khiến anh không thể nào không chắc được nữa. Anh còn thử cúi xuống hôn cô thì cô lại né tránh khiến Sangju nhận ra và hỏi cô thực sự là ai. Anh muốn biết người trước mặt là ai vì cô quá khác với Ji-ung mà anh biết. Nhưng cô ta cho rằng Sangju mới là người khác với anh trước đây. Anh không muốn dài dòng nên bỏ về. Tối đó, Jumi đã đích thân tìm đến nhà hàng của Du-jin để gặp cô. Cô ta muốn biết việc Du-jin thấy sao khi trở lại cuộc sống này. Jumi muốn biết sao cô lại từ bỏ như vậy trong khi đã nắm được Sangju trong tay. Nhưng cô không muốn gieo anh hạnh phúc quá nhiều để rồi khiến anh đau khổ. Cô xin Jumi đừng cho Sangju biết. Cô cho rằng việc bản thân đau khổ như này là cái giá cho sự tham lam nên cô không muốn ai khác vì bản thân mà đau khổ. Cô ta sau đó ra về còn thư ký Kim thì đến quán nhưng lại vô tình thấy được Du-jin. Jin-ju đã chạy ra và cho rằng anh đang say nên nhìn nhầm. Sáng hôm sau, Sangju đã hỏi thẳng Jumi vì anh biết cô cũng đã biết điều mà mọi người đang giấu anh. Cô chỉ nói rằng có một người đã thay thế Ji-ung nhưng giờ người đó đã về lại cuộc sống trước đây. Tất cả mọi người xung quanh anh đều biết ngoại trừ anh. Và anh phải biết một điều là khi tìm ra sự thật thì anh là người đau khổ hơn bất kỳ ai. Cô chỉ nói được đến đây còn lại anh phải tự tìm hiểu lấy. Trước đó, Sangju thấy đồ ăn của trợ lý Kim rất giống đồ mà Du-jin nấu nên anh hỏi đồ này đâu ra. Kim cho biết là ở chỗ làm mới của Jin-ju. Anh nhớ ra Du-jin trước từng liên tục nhắc về Jin-ju nên đã xin địa chỉ từ Kim. Anh tìm đến và gặp lại được Du-jin, nhưng cô tỏ ra bản thân là người lừa dối Sangju và không hề có tình cảm với anh mà chỉ làm để lấy được nhà hàng này. Anh bất lực cho rằng cô là người không có trái tim và từ chối nghe giải thích mà bỏ về. Ngày hôm sau anh đã tìm thông tin về Du-jin và lại tìm đến cô. Anh muốn thấy cô là một đứa có phải ham tiền hay không nên quăng cho cô một mớ tiền và muốn cô đóng cửa trong một ngày. Anh sau đó bỏ về nhà và bắt đầu có những hành động trẻ con là muốn cưới Jumi nếu mẹ muốn, nhưng cô thấy ở đây không hợp cho bản thân ở lại nên ra về. Sangju đuổi theo và hỏi thẳng cô có còn muốn theo đuổi bản thân nữa hay không. Nhưng sau khi chứng kiến câu chuyện giữa Du-jin và Sangju thì cô thấy đôi khi buông bỏ là một cách để yêu một người. Và cô cũng nhận ra việc bản thân luôn bám theo Sangju là vì sự ám ảnh chứ không hẳn là yêu. Sangju chia sẻ rằng anh không biết lúc nào là Du-jin nói thật tình cảm của cô và lúc nào là nói dối. Anh không thể phân biệt được nhưng mỗi khi anh cố ý lăng mạ cô thì anh cũng thấy đau. Với nỗi phiền muộn đó nên đêm đó anh đã uống say bí tỉ à được ông quản gia và bà giúp việc đưa về phòng. Em trai muốn tâm sự nhưng anh đã ngủ mà chẳng còn ý thức gì. Sáng hôm sau, anh tìm đến Ji-ung, cô ta bịa rằng bản thân ban đầu chỉ thuê Du-jin nhưng cô sau một thời gian lại bắt đầu đưa ra nhiều yêu sách và đe dọa nếu không đáp ứng sẽ nói ra bí mật này cho Sangju. Ji-hun vì ngăn cản nên đã bị thương nặng. Cô ta muốn Sangju cứ quên Du-jin đi nhưng anh thừa biết đây là do cô ta bịa nên bỏ về. Anh tìm đến bệnh viện thì thấy Du-jin vẫn ngày ngày chăm sóc cho Ji-hun. Lúc cả hai gặp lại thì cô muốn Sangju bớt bám đuôi bản thân mà hãy cứ lo cho công việc của mình đi. Cô trả treo và xem Sangju giống như hồi mới quen biết khiến cả hai chẳng có gì ngoài cãi vã. Vài ngày sau, quán của Du-jin có người bao trọn cả quán.
Cô thì lo chuẩn bị trước suất ăn, vậy mà người đến lại là Sang Ju, anh ta là người đã bao chọn nên cô đành phải chịu mà làm đồ cho anh. Nhưng ra thì anh ăn được một miếng thì chê lên chê xuống và đòi bùng hàng, vì vẫn trước 2 tiếng so với giờ hẹn nên anh ta có quyền hủy. Nhưng 30 đơn hàng đã chuẩn bị thì không thể tự nhiên mà giải quyết nên Du Jin thấy hơi bị khó chịu với anh ta, cô biết việc này đều là anh cố ý bày à. Anh sau đó bỏ về thì bị bà Du Jin chửi cho một trận, cả ngày hôm đó cô lại tiếp tục để khách vào như thường ngày nhưng Sang Ju vẫn ngồi ngoài theo dõi. Tối đến cô đóng quán và sang bệnh viện chăm sóc cho Ji Hoon. Cô làm việc không biết nghỉ nên Sang Ju đã nói bản thân đến đây để thăm bệnh nên tiện thể chăm sóc cho Ji Hoon luôn. Nhưng làm một chút thì anh ngủ quên và bị Du Jin đuổi về. Ngày hôm sau, cả tập đoàn đã tổ chức một buổi họp báo để thông báo về việc Ji Ung trở thành vợ Sang Ju, nhưng anh lại không đến dự buộc Ju Mi phải bịa chuyện để kết thúc họp báo. Mẹ con Ji Ung thấy đây bắt đầu giống việc Sang Ju đang kích động một cuộc chiến giữa hai gia đình nên cho người tung tin bôi nhọ. Anh lúc này lại tìm đến quán của Du Jin và kéo cô đi. Bố của Sang Ju đến giờ mới biết giữa con trai và nhà vợ có xích mích. Sang Ju muốn cô cùng anh đi gặp bố và hy vọng ông sẽ đứng về phía cả hai. Nhưng cô không muốn chuyện đó vì đây chỉ là mong muốn ích kỷ của Sang Ju. Anh muốn cô chọn giữa bản thân và Ji Hoon thì đúng lúc này cô nghe tin Ji Hoon tỉnh lại nên đã bỏ về. Cô vui mừng khi Ji Hoon giờ đã không sao, còn Sang Ju ở ngoài thì đã ngầm chấp nhận cái kết này và sự thật bản thân đã không còn ở trong tim Du Jin nữa. Lúc trở về, Sang Ju nhận được đoạn băng thú tội của bà ngoại và bị Ji Ung ép phải tổ chức lại họp báo. Nhưng anh đã mặc kệ và kể có buông xuôi cũng chẳng sao, vì giờ anh mà đổ bể thì công ty của nhà Ji Ung cũng theo đó mà đi luôn nên cô chẳng có quyền gì mà khiến anh phải sợ. Anh sau đó qua phòng bố xem ông còn ổn hay không rồi mới quay đi. Mẹ Ji Hoon thì cũng đến thăm và muốn anh mau khỏe để còn giắc tay Ji Ung và lễ đường ở hôn lễ. Sáng hôm sau, Ju Mi nhìn thấy Sang Ju quay lại bình thường và làm việc khiến cô thấy còn lạ thường hơn. Cô nghĩ anh đang gồng mình nhưng anh cho rằng bản thân chẳng có lý do gì mà phải vì một cô gái mà làm ảnh hưởng đến công ty. Ngày hôm sau, Ji Ung tìm đến và muốn cùng Sang Ju đi thăm Ji Hoon. Khi đến nơi thì Ji Hoon chỉ muốn nói chuyện với em gái. Anh cho rằng em gái hẳn đang vui lắm khi được ở cạnh Sang Ju. Nhưng cô cho rằng việc anh giờ có thể có Du Jin ở bên thì tại sao không cùng cô trốn đi thật xa mà sống. Cả hai ra về thì gặp Du Jin, cả hai bên chỉ cứ thế lượt qua nhau. Du Jin vẫn là người phải chịu đau khổ nhất trong chuyện này. Cô đã gạt qua nước mắt để đến thăm Ji Hoon và anh khuyên cô bớt đến thăm vì cô làm việc quần quật mà không nghỉ nên mắt thâm. Cô mang trả anh chiếc cà vạt mà anh đã dùng để băng vết thương cho cô. Cô chỉ mong anh mau tỉnh lại và đeo chiếc cà vạt này đi làm. Anh cho biết Du Jin đã giúp anh có được nụ cười ấm áp nhất anh từng có. Nên cô không cần phải buồn và tự trách bản thân tội đó. Bố Sang Ju có gọi ông quản gia đến để hỏi về mấy việc xảy ra gần đây. Ông quản gia thấy rằng Ji Ung giờ rất khác so với trước đây. Ông quản gia cũng cho rằng hẳn là Sang Ju đang hẹn hò với một người khác nên bố Sang Ju sáng hôm sau đã đến công ty gặp anh. Bố muốn hỏi thẳng thì đột nhiên Ji Ung đến nên chỉ đành ở lại ăn đồ ăn cô mang đến rồi rời đi. Sang Ju thấy cô thay vì học đàn thì nên học diễn xuất thì đúng hơn. Và sau này cũng đừng có chạm vào anh. Ju Mi tìm đến nên Sang Ju cũng tranh thủ bỏ đi. Hai cô gái lại có dịp khịa nhau nhưng Ju Mi đuối hoàn toàn khi giờ Ji Ung gần như là có quyền hạn cao hơn. Cô tìm đến quán Du Jin để nhậu và thấy ghen tị khi Du Jin có thể sống tốt như chưa có chuyện gì. Cô cho rằng việc khóc lóc thì cũng chẳng đem lại gì nên cứ sống cho tốt là được. Cô nhận thấy Sang Ju có khi còn chưa biết tên thật của bản thân mà vẫn chỉ xem cô như là người đóng thế cho Ji Ung. Bác gái sau đó đã đến tìm Sang Ju và muốn anh khôn hồn thì ngày mai nhớ mà đến buổi họp báo. Bà ta sau đó cũng đến bệnh viện và muốn khi Ji Hoon bình phục hãy về lại công ty. Nhưng anh lại đi tìm Sang Ju và muốn anh ta hiểu cho Du Jin và nhắc anh nhớ Du Jin yêu anh nhiều ra sao. Nhưng anh ta chỉ xem Du Jin là một kẻ nói dối nên Ji Hoon đe dọa anh ta đừng có hối hận nếu bản thân giành lấy Du Jin. Tối đó, Sang Ju đã đến tìm cô để hỏi cô có muốn cùng anh bỏ trốn hay không. Nhưng Du Jin không muốn ích kỷ giữ Sang Ju cho riêng mình mà muốn anh có thể sống tốt với hoàn cảnh hiện tại nên động viên Sang Ju cố lên và lại đẩy anh đi xa hơn. Cô đã trao trả lại chiếc vòng may mắn cho linh hồn kia. Và bà ta lại một lần nữa lỡ mất cơ hội gì đó mà bà ta đã có làm cả trăm năm nay. Sáng hôm sau, Du Jin quyết định trả lại nhà hàng và cùng bà về lại quê nhà tiếp tục sống. Cô đến gặp mẹ Ji Ung để trả lại giấy tờ vì cô không còn muốn dính líu đến bà ta. Sang Ju sau đó đã đến buổi họp báo và chấp nhận vứt bỏ mọi thứ để tuyên bố rằng người anh yêu chính là Du Jin. Báo chí nhanh chóng xôn xao. Ju Mi thì lại thấy vụ này có vẻ hay. Bố Sang Ju vừa nghe tin thì lên cơn đau tim vì quá sốc. Jin Ju cũng biết tin thì liền hớt hả chạy đến báo cho Du Jin biết. Sang Ju vừa về nhà vì nghe tin. Anh xin lỗi vì để bố phải như này nhưng anh không thể giấu cảm xúc của mình được nữa. Nhưng ông không trách mà còn mừng cho anh khi đã làm đúng. Tối đó, Ji Ung có vẻ cay thì bị linh hồn kia tìm đến khịa cho mấy câu. Bà ta khuyên cô nên biết kiểm soát nếu không sẽ gây ra kết cục thê thảm cho chính cô ta. Sáng hôm sau, Sang Ju tìm đến Du Jin thì bị cô trách móc vì thiếu suy nghĩ. Cô sau đó bỏ đến viện để đón Ji Hoon thì cảnh cả hai thân thiết bị Sang Ju nhìn thấy và anh có vẻ hơi ngứa mắt. Nhưng cô mặc kệ mà cứ dẫn Ji Hoon về quán ăn mừng. Sang Ju cũng thấy ngứa mắt khi Du Jin gấp thức ăn cho Ji Hoon nên lại chạy vào. Anh xin một cốc nước thì phát hiện việc cô sắp đóng cửa.
anh cấm không cho Dujin đi và nếu cô không bước đến bên anh thì anh sẽ là người tự bước qua phía cô. Anh nói thật với bà Dujin và mong bà hiểu cho anh. Tối đó bà chia sẻ rằng bản thân bà thấy có lỗi với Dujin. Chỉ vì phải lo tiền cho cuộc phẫu thuật của bà mà cô đã bị lôi kéo vào chuyện này. Sáng hôm sau bố Sang-ju đã đích thân đến quán để gặp lại con dâu ưng ý. Ông không trách cô mà còn sẵn sàng giúp đỡ nếu cô cần. Tối đó, Ji-ung cho anh trai biết về việc cô sẽ công bố tội ác của bà ngoại Sang-ju cho toàn thế giới. Anh muốn cô đừng đem lại đau thương cho người khác nhưng cô ta chỉ hạnh phúc nếu thấy Sang-ju bất hạnh. Sáng hôm sau, Ji-hun mang giấy tờ của quán Dujin đến trao lại cho cô vì Sang-ju đã mua lại toàn bộ nên cô không cần phải lo về mẹ anh làm gì. Cô được biết về tai họa sắp ập đến Sang-ju nên đã chạy đến tìm. Nhưng Sang-ju đã sẵn sàng để đánh đổi bởi cô chính là mọi thứ anh cần. Dujin cho biết nếu cả nhà anh có bất trắc thì đến ở với cô và cô sẽ cố gắng làm việc để nuôi họ. Hai bà mẹ lúc này lại gặp mặt nhau và mẹ Sang-ju quyết định cắt đứt và chấp nhận mọi chuyện sẽ xảy đến vì bà tin bên nhà Ji-ung mới là người mất nhiều hơn. Chuyện sau đó nhanh chóng được công bố và báo chí đã nhanh chóng kéo đến. Sang-ju quyết định đứng ra thú nhận trước thì sẽ có khả năng nhận được sự tha thứ từ công chúng. Anh đứng ra thừa nhận tội lỗi của bà và giúp bà có thể ra đi được thanh thản. Bố Sang-ju cũng không quá sốc vì ông đã biết được một thời gian và đã âm thầm chấp nhận nó. Bị Sang-ju đi trước một bước khiến cả nhà Ji-ung cay lắm. Nhưng Ji-hun thấy đây có lẽ là điều tốt nhất để ngăn mẹ và em gái. Bà mẹ sau đó đột nhiên bị cảnh sát đến bắt đi vì tình nghi là có ý mưu sát Dujin. Ji-ung sau đó vì muốn cứu mẹ nên đã đến đồn gặp bà để hỏi cách nhưng giờ trừ khi là mẹ Sang-ju rút lại đơn kiện thì mới có tác dụng. Cô sau đó tìm đến bà và giao lại toàn bộ cổ phần của công ty nhằm đổi lấy tự do cho mẹ. Bà định từ chối nhưng lại muốn biết cảm xúc lúc này của cô ra sao khi bị xem là con gái của một kẻ sát nhân. Ji-ung cho rằng bà mới là người hiểu rõ nhất. Cô đã đích thân quỳ xuống cầu xin nên bà đã nhượng bộ và rút đơn. Mẹ Sang-ju sau đó cũng trả lại chồng cuốn nhật ký của vợ đầu và cả đơn ly hôn vì bà muốn tự trừng phạt bản thân bằng việc rời khỏi đây và sống cô độc suốt phần đời còn lại. Sáng hôm sau, cả nhà Dujin rủ nhau đi tắm hơi nên Sang-ju cũng tìm đến đi theo. Đây là lần đầu anh được trải nghiệm nên còn bỡ ngỡ. Lúc ba bà cháu Dujin đi ngủ thì anh vẫn ngồi ngắm. Thấy có đứa nhóc chơi game ồn nên anh đuổi đi. Nó không chịu nên anh cho nó ít tiền để đuổi. Ngắm chán thì anh lấy máy ra chụp thì cô tỉnh dậy đòi giành điện thoại. Cô kiểm tra máy Sang-ju toàn ảnh với cô gái khác nên ăn vạ buộc anh phải cùng cô chụp một tấm. Nhưng cô lại không thích và khiến bức ảnh xấu đi. Nhà Ji-ung bây giờ đã gần như mất trắng khi cổ phiếu chạm đáy và các nhà thanh lý sắp đến hốt họ đi là vừa. Sáng hôm sau Jumi đưa em trai Sang-ju đến quán Dujin ăn thì cô muốn biết nhà Ji-ung dạo này ra sao. Jumi đã phải đích thân đến hỏi thăm thì bị Ji-ung cho rằng cô ta đang thượng hại nên mới mang đồ ăn đến cho. Thấy cô còn sức để chửi bới nên hẳn là vẫn ổn nên Jumi ra về. Đêm đó Sang-ju mơ thấy việc Dujin gặp chuyện nên sáng hôm sau đã tìm đến cô để thấy cô vẫn ổn và dặn cô đừng đi đâu hết vì tối anh sẽ đến ra mắt với bà. Và con quỷ một lần nữa nhắm đến cô, Ji-ung muốn tìm cách trả thù Dujin và thề sẽ khiến cô phải đau khổ. Tối đó cô ta đã gọi cho Sang-ju để hẹn gặp vì cô ta sắp rời đi. Tối đó, Dujin ngồi chờ Sang-ju mà ngủ quên để rồi gặp lại linh hồn kia. Bà ta cho biết người cô đã liều mạng bảo vệ đang gặp nguy hiểm. Cô tỉnh dậy thì chiếc vòng một lần nữa cạnh cô khiến cô lo lắng mà gọi cho Sang-ju. Anh lúc này đã đến gặp Ji-ung và cô ta muốn cùng anh uống một ly cuối. Mẹ Ji-ung nhận ra con gái gần đây hơi lạ nên gọi Ji-hun về nhà gấp. Ji-ung rót cho anh một ly nhưng lại âm thầm bỏ thuốc vào bên trong. Cả hai sau đó đã cùng uống và Ji-ung chỉ xin anh giúp cô giữ lại công ty cho mẹ và anh trai, xem như là di nguyện cuối của cô ta. Sang-ju uống xong thì ra về còn người uống thuốc độc lại chính là Ji-ung. Mẹ Ji-ung chạy về thì hết hồn khi con gái nằm giữa nhà. Ji-hun phải nhanh chóng gọi cấp cứu. Sang-ju vừa đến nơi thì nghe tin từ bà ta nhưng đột nhiên linh hồn kia lại đến và khiến anh ngủ đi. Bà ta sau đó lại tìm đến Dujin và đòi liều mạng với cô. Lúc đang bóp cổ cô thì linh hồn kia xuất hiện và bà ta cùng mẹ Ji-ung đã có mối thù từ kiếp trước. Vì chính mẹ Ji-ung là người đã biết bà ta và suýt thì giết cả con bà. Để biết chuyện đã xảy ra, ta quay về hơn 100 năm trước. Gia tộc Sang-ju có thu nhận một cô gái bị câm về làm người ở. Tuy là có khuyết điểm nhưng cô có một ưu điểm là biết châm cứu và chữa bệnh rất giỏi nên được trưởng tộc vô cùng thích thú. Ông đã đặt cho cô cái tên là Bui. Càng ngày ông càng siêu lòng và rồi đã đổ trước cô. Chính chiếc vòng mà Dujin đang giữ cũng là của Bui. Và trước việc chồng thích người ở nên vợ cả đã sôi máu. Nhưng vào đêm động phòng, Bui lộ ra việc cô chính là con gái của một gia tộc đã bị nhà này hại chết. Cô định đưa trưởng tộc xuống mồ rồi cùng chết chung nhưng bản thân Bui cũng đã có tình cảm với ông nên không nỡ ra tay. Một thời gian sau Bui bị lộ thân phận và trưởng tộc muốn xử tử cô. Nhưng giữa cả hai đã có quá nhiều tình cảm nên trưởng tộc đành để cô ra đi và xem như cô đã chết. Vậy mà một tin lại đến khi Bui đang mang thai con của trưởng tộc và vợ cả lo sợ Bui sẽ hoàn toàn cướp mất vị trí nên đã giao cho bà hầu hay mẹ của Ji-ung kiếp trước ra tay giết chết Bui và đứa con. Nhưng khi vừa sinh ra bà ta chỉ kịp giết Bui còn đứa con thì không kịp nên bà vợ cả nuôi luôn. Tất cả mọi chuyện đều không được trưởng tộc hay biết gì. Và giờ Bui đã chờ cả trăm năm chỉ để trả thù bà ta hoảng sợ nên đã bỏ chạy. Bui cũng rời đi nên Sang-ju đã chạy vào xem Dujin còn ổn hay không. Sáng hôm sau Ji-ung thì thất thần khi chẳng ăn chẳng uống gì, nhưng mẹ cô ta vẫn ăn như chưa có gì.
nhưng càng ăn bà ta càng thấy đói, bà ta thề sẽ chôn vùi những kẻ đã khiến Ji-ung như này xuống mồ. Chuyện Ji-ung tự tử bất thành nhanh chóng lên báo và chuyện Du-jin nhận tiền để đóng giả Ji-ung được công bố. Công ty của Sang-ju bị chỉ trích, anh buộc phải đóng cửa công ty một ngày và muốn tổ chức họp báo để thanh minh. Ju-mi cho rằng báo chí giờ đang thiên vị Ji-ung sau vụ tự tử và giờ họ có nói thì sẽ chỉ bị xem là bao biện. Anh buộc phải tìm đến thương lượng với bà ta nhưng bà ta cho rằng anh có đưa cả công ty cũng không đủ. Nhưng người khổ sở nhất phải nhắc chính là Ji-hun, anh không biết phải theo bên này. Giữa gia đình bấy lâu hay là người mà anh dành trọn tình cảm. Mẹ Sang-ju giờ cũng tuyên bố bản thân sẽ rời khỏi nhà và không chấp nhận Du-jin làm con dâu. Cô cảm thấy bản thân là lỗi gây ra mọi chuyện với Ji-ung và cả mẹ Sang-ju, bà sau đó đã đi dọn luôn gian thờ và khóa kín nó lại. Bà ra đi thì Sang-ju chặn lại, bà cho rằng bản thân không phải ghét Du-jin mà là vì mỗi lần nhìn cô bà lại thấy tội lỗi khi đã quá tin vào lời nguyền. Trong lúc đó, Du-jin phải hứng chịu chỉ trích về chuyện của Ji-ung, họ cho rằng cô là người cướp đi Sang-ju từ tay Ji-ung. Sang-ju phải đến đuổi tất cả đi và anh muốn Du-jin nên kiếm nơi khác ở tạm. Nhưng cô không muốn trốn tránh vì chỉ khiến mọi việc tệ hơn, nhưng ở lại đây thì cũng chẳng khiến tình hình tốt hơn. Cô sau đó đến thăm Ji-ung thì cô ta chẳng có dũng khí để nhìn mặt Du-jin. Cô bất lực hỏi Bu-i rằng bản thân nên làm gì, Bu-i cho rằng cô nên oán giận thế giới như cách bà từng làm. Cô không thể có được hạnh phúc nếu cứ nghĩ đến bất hạnh của người khác. Cô tối đó đã ngỏ ý muốn cùng bà về quê sống như trước đây vì thời gian đó là lúc hạnh phúc nhất. Nhưng bà biết cô chẳng thể sống xa Sang-ju, dù vậy nhưng cô thà để một mình bản thân bất hạnh còn hơn kéo người khác bất hạnh chung. Sáng hôm sau cô đã đến tìm bố Sang-ju và khuyên ông nên cố hàn gắn với vợ và cho bà một nơi để tìm đến. Cô sau đó cũng ra về và tạm biệt ông quản gia khiến ông cảm thấy là cô giống như sắp đi xa. Tối đó hai nhân vật chính đã gọi cho nhau và Sang-ju muốn hẹn Du-jin cuối tuần đi gặp mẹ anh do bà đang ở nhà em gái. Cô biết bản thân sẽ bị đuổi nhưng nếu thế cô càng đến, Sang-ju muốn nghe cô hát một bài trước khi ngủ. Sáng hôm sau, Sang-ju tìm đến quán thì chỉ còn mỗi Jin-ju vì hai bà cháu Du-jin đã cùng nhau về qua nuôi cá trồng rau, à đúng hơn là bắt cá. Cô đã để lại tin nhắn cho Sang-ju, lẫn cho cả Ji-ung và muốn cô ta cứ sống tốt lên vì cô không còn ở đây để khiến cô ta bất hạnh nữa. Cô ta đã đến trách móc mẹ vì chính họ là người đã làm sai mà lại đổ lỗi cho Du-jin. Cô lâu nay đã phải nghe theo mẹ mà sống nhưng bà chỉ lợi dụng cô để đạt được tham vọng của chính bản thân. Bà ta sau đó cũng phát điên khi nhìn con gái mà còn nhầm là Du-jin, hay thậm chí là cả Bu-i. Bà ta sau đó đã được đưa vào viện nhưng lúc thì nhận ra Ji-ung, lúc thì nhầm là Du-jin. Sang-ju vẫn không quên được hình bóng của Du-jin dù cô đã một lần nữa bỏ anh mà đi. Đêm đến, Bu-i vẫn âm thầm đến bên Sang-ju và cho anh giấc mơ về những chuyện từ kiếp trước. Trong lúc đó, Du-jin đã hoàn toàn ổn với cuộc sống ở miền quê và có vẻ như cô đã có thai. Bu-i cho rằng đây là một khởi đầu mới dành cho cô. Một thời gian sau đó trôi qua, Sang-ju đã hoàn toàn thay đổi. Anh không còn hà khắc như xưa mà biết đứng ra bảo vệ nhân viên của mình, từ chối mọi lời gạ gẫm từ cả siêu mẫu đến quảng cáo. Anh cũng biết quan tâm đến trẻ con hơn nhưng hình bóng Du-jin thì vẫn còn đó. Bố mẹ Sang-ju thì đã chính thức gặp lại nhau và ông bố nhận ra rằng bà chính là người quý giá nhất mà ông đã không nhận ra suốt cuộc đời này. Năm thứ hai kể từ khi Du-jin rời xa Sang-ju, anh dần dần nhận thấy cả gia đình giờ tràn ngập tiếng cười nhờ những điều mà Du-jin đem đến. Trong lúc đó, Du-jin đã sinh con và vẫn ngày ngày làm việc để đảm bảo cho cả bà lẫn con đều được sống tốt. Cô cũng nhiệt tình giúp đỡ hàng xóm, tuy rất nhớ Sang-ju nhưng chỉ cần nhìn mặt con là cô gạt qua được hết. Ông thầy bói thì đang làm một quẻ Ju-mi và cậu em trai. Ông ta cho rằng cả hai rất đẹp đôi nhưng sau cùng thì đây chỉ là do cậu em dựng lên vì ông này mất đi Bu-i là hết xem bói được rồi. Vài ngày sau Sang-ju quyết định đi tìm Du-jin và anh đã đích thân đến vùng quê của cô để tìm. Nhưng khi người này hỏi ở bên này đường thì người còn kia lại đang giao hàng ở bên đối diện. Cứ như vậy cho đến tối cả hai tuy gần như vẫn không gặp được nhau. Nhưng một lần nữa, sợi chỉ đỏ lại giúp cả hai tìm lại được nhau, nước mắt không thể không tuôn khi Sang-ju lần đầu nhìn thấy con trai. Bà cũng cảm ơn vì anh đã không từ bỏ mà vẫn tiếp tục tìm kiếm. Du-jin sau đó lại được đưa về thành phố và câu chuyện tình của cả hai khiến dân mạng cực kỳ thích thú nên luôn tìm đến quán để xem thử. Bà của Du-jin cũng đã công bố sự thật về bản thân và cả chiếc giày đỏ. Bà cho biết vào 50 năm trước, bà được gả vào cho ông nội của Sang-ju nhưng bà không hề có tình cảm với ông nên tối đó khi ông được Bu-i làm ngất đi thì bà đã bỏ trốn cùng người mà bà đã trao tình cảm trước đây. Bà đã gây rắc rối cho gia đình này nên mong họ có thể tha thứ. Nhưng bố Sang-ju không trách vì trước đây không được thì giờ đã được với hai nhân vật chính. Vài ngày sau đó Du-jin đã đến viện và gặp lại Ji-ung. Cô muốn đến thăm bác gái và bà suốt thời gian qua như người sống thực vật. Nhưng khi gặp lại Du-jin thì bà đã nói chuyện trở lại vì bà muốn cô tha thứ cho lỗi lầm trước đây. Du-jin sau đó cũng đi thăm lại Ji-hun và được anh tặng một chuyến massage vì đơn giản là giờ anh phát đạt rồi nên tặng cô bao nhiêu cũng được. Thư ký Kim và Jin-ju cũng một lượt đến với nhau luôn cho đủ. Hôm nay là ngày giỗ của ông nội nên Du-jin đã vào bếp phụ mọi người chuẩn bị đồ cúng. Sang-ju thì bị bắt phải trông con, cậu em trai đã về đây mà không biết giỗ ai. Du-jin cho biết là ngoài ông nội thì còn có cả lễ làm giỗ cho Bu-i. Du-jin rất biết ơn Bu-i vì chính cô là người đã giúp cả hai đến với nhau. Du-jin vẫn còn nhớ chuyện Sang-ju hứa năm xưa và muốn anh nói ra lần đầu anh rung động là lúc nào. Anh cho biết lúc anh rung động vì cô là ở buổi ra mắt bố mẹ.
lúc cô trượt ngã và vô tình khiến cả hai hôn nhau. Trong lúc cả hai hạnh phúc thì Bu Yi cũng tìm đến ông thầy bói và cô lần đầu mỉm cười khi đã trăm năm nay thì giờ là lần đầu bà được ăn đồ cúng. Ông thầy bói thắc mắc vì sao Ji Ung và Du Jim chẳng có huyết thống gì mà lại có khuôn mặt giống nhau như vậy. Cái đó là vì Bu Yi đã đến và thay đổi khuôn mặt của Ji Ung từ lúc nhỏ, vì bà không xem cả hai là mặt trời và cái bóng mà bà xem cả hai như hai tia nắng sẽ cùng chiếu sáng. Nghĩa vụ của bà ở trần thế cũng đã hết nên không sớm thì muộn cũng sẽ siêu thoát, nhưng bà hy vọng cả hai sẽ còn hội ngộ. Ông thầy bói tuy hơi buồn khi sắp mất đi một người bạn kiêm máy hút khách nhưng giờ chẳng thể làm gì ngoài học tập để tự làm tự ăn. Vài ngày sau, Du Jim có rủ cả nhà chơi một loại bài và mẹ vợ thậm chí còn khá giỏi trò này. Bà sau đó đã dạy Du Jim cách pha trà và giao lại cho cô chìa khóa của gian thờ. Bà giúp việc chạy đến cho biết cậu chủ nhỏ lại chạy đâu mất. Du Jim biết con trai lại mò đến gian thờ giống Sang Du hồi nhỏ. Nhưng lý do nó thích đến là vì luôn được Bu Yi chiều chuộng ở đây. Và bộ phim đến đây cũng là kết thúc. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Nhớ nhấn like và bấm subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Bye bye!